Bây giờ quý vị coi nè, mấy chục năm nay chúng ta lo cho gia đình, cho con, cho gia đình của mình. Nhưng quý vị coi tới tuổi già mà có những người chúng ta bây giờ lo vẫn chưa xong. Đến khi mà con có vợ có chồng rồi mà có khi mình cũng bận tâm chưa xong nữa. Vậy chừng nào xong? Không có xong. Ở cái cõi đời này không có xong. Chừng nào quý vị mà thọ mạng đến quý vị chết thì xong một đời đó. Mà xong một đời đó mà nó theo cái định nghiệp nào mạnh nhất thì nó quay lại. Tại vì còn trong lục đạo, định nghiệp nào mạnh nhất trong lục đạo thì nó quay lại thôi. Nên từ nơi đó suy nghĩ kỹ đi nghe. Gác chân lên trán suy nghĩ đi. À, ngày giờ quyết dứt liền thôi dứt. Chờ đợi cho xong biết chừng nào xong. Dứt cái gì thầy? Dứt cái tâm mà dính mắc á. Còn đang sống ở cõi đời này thì không có đá đổ. Mỗi người thì diễn cái vai diễn của chính mình cho đúng đắn thôi. Nhưng trong tâm hãy dứt đi. Điều là diễn mà, hiểu không? Diễn thôi. Quý vị coi Đức Thích Ca Mâu Ni ngài một vai diễn chính đặc biệt không? Diễn đó. Diễn thương yêu, diễn lo lắng, diễn vì chúng sanh, nhưng không có dính cái gì chứ. Nhưng mà cái cảnh thì rất từ bi, hiểu không? Thì bây giờ mình tu mình cũng học vậy, khả năng mình diễn kém thì mình diễn cũng được một phần nào. Chứ không phải kêu quý vị mà buông xả là đá đổ gia đình, đá đổ chồng vợ, không phải đâu nghe. Mỗi một nhân viên thì tự nhìn thấu mà tu. À, từ nơi đó làm tròn trách nhiệm mình đi. Rồi mình hiểu rằng cái cõi đời này nếu mình không thoát được lục đạo này thì tức khắc là mình cứ triền miên trong lục đạo khổ đau. Nhận thức được chỗ này rồi thì quý vị nên tự mà nhận thức con đường của mình đi. À, tự nhận thức con đường mình đi. Có những người già, những đứa gặp á, họ nói một câu vậy nè: chưa xong đâu thầy ơi, chắc khoảng 3 năm nữa mới giải quyết xong. Những đức nói 3 năm nữa trong năm mấy sau nó chết rồi sao? Chưa đâu thầy ơi, thầy bói con coi con 5 năm nữa mới chết. Thôi gì cũng được, người ta có cái nguyện vậy mà, kệ nó thôi đúng không? Chúng ta nên cố gắng mà niệm Phật thôi. Đừng có nghĩ rằng 2-3 năm gì nữa mình chết. 5-7 năm, 10 năm, 20 năm gì cái đó là mỗi người không ai biết trước được đâu quý vị. Nên chúng ta sống ngày hôm nay, sống tốt ngày hôm nay đi. Nghĩ chi cái chuyện xa vời đáng chi cho nó nặng nề. Thật sự mà nói, người cư sĩ, người xuất gia gì cũng vậy, có khi lao theo hoài mà cũng thấy không xong. Cắt cái chùa này thì muốn cắt cái chùa khác, cắt dãy nhà này muốn cắt dãy nhà kia, dọn sạch chỗ này thì muốn dọn chỗ nọ, làm chỗ này rồi thấy chỗ kia chưa được làm thêm, cứ làm vậy đến 80 tuổi rồi vẫn thấy chưa xong. Thấy không? Thấy không xong. Không xong là gì? Cái cõi đời này mà muốn cho nó phải viên mãn. Trời ơi, cái cõi đời là cõi khuyết mà làm sao viên mãn được quý vị? Không có một cái chỗ nào mà ở trong cái cõi đời này mà nó viên mãn được ý. Bây giờ quý vị nhìn mỗi một con người thôi thì quý vị cũng biết được rằng là nó không viên mãn. Cũng là cái lỗ mũi mà quý vị coi, có cái lỗ mũi ai mà kích cỡ hoàn toàn bằng nhau mà giống hệt không? Cũng là cái lỗ mũi mà vậy đó. Ngộ thay cái hình thì nhìn nó giống nhưng mà thật sự kích cỡ cao thấp lùn to nhỏ bé thì khác đúng không? Cũng là cặp mắt mà quý vị coi, coi cặp mắt ai mà hoàn toàn cặp mắt nó giống nhau hết không? Không. Ngộ lắm, cũng là mắt hai mí nhưng ngộ thay là mí lòi mí lót. Thì coi kinh khủng không? Nó cũng là cái đầu. Vậy mà đầu to, đầu nhỏ, đầu bé, đầu lùn, đầu tròn, đầu méo. Đủ thứ loại đầu. Cũng là tóc. Nhưng tóc hoàn toàn là khác nhau. Tóc nhuyễn, tóc to, tóc cứng, tóc mềm, mịn. Rồi tóc như đuôi ngựa, đuôi bò, đuôi trâu. Đủ thứ loại tóc hết, vậy coi đó. Cũng là cái dáng người mà cao, lùn, mập ốm, thấy chưa? Cũng là nước da, nhưng mà quý vị coi đó, trong một gia đình cha mẹ sanh ra con nhìn giống nhưng mà nó vẫn có cái điểm hoàn toàn khác, không phải hoàn toàn giống.
Thấy không? Đã là hình tướng là như vậy rồi, vậy thì cảnh duyên làm sao viên mãn? Nhưng mà chúng ta cứ đặt cái viên mãn của con, chồng, vợ, cháu chắc, của cả gia đình, chúng ta cứ đặt cái viên mãn là nó phải được vậy như chúng ta mơ ước. Có khi được như những cái mình mơ ước rồi, mà ngộ thai mình lại không vừa lòng và muốn nó tăng tiến lên một bước nữa. Rồi có khi mình cũng tăng tiến thêm một bước nữa được rồi, cuối cùng mình lại muốn tăng thêm một bước nữa. Rồi cuối cùng nó tăng thêm nữa, cái mình tăng nữa, tăng đến lúc mà mình già yếu, cái mình bước xuống không được, cái đứng ở trên té xuống chết queo. Thấy chưa? Giống như lót đường cho mình leo lên mà không đi xuống được. Thấy nhiều lắm quý vị à. Tu bao nhiêu chục năm mà những đứa cũng thấy rõ ràng luôn, không có biết đủ. Tham thì cũng không biết đủ, mà vì người cũng không biết đủ. Cái này vẫn là cái trong lục đạo. Tham cũng không biết đủ, vì người cũng không biết đủ. Vì người mà không biết đủ là gì? Là phan duyên. Vì người mà không biết đủ là khoan duyên. Giúp người mà cảm thấy phải giúp làm sao cho viên mãn là khoan duyên sanh phiền não. Nhớ đó. Giúp người là dưới cái khả năng mình làm được như vậy, đủ duyên mình làm chăng thật thôi. Còn mình thấy ngoài khả năng mình thì mình đừng nên miễn cưỡng, đừng nên bị cái tình cảm buộc ràng mà bắt buộc mình phải làm. Cái làm là phải từ phát tâm và thoải mái thì làm. Còn cái mà nó có một cái sự trở ngại tâm mình thấy nặng nề thì đừng nên miễn cưỡng. Miễn cưỡng thì hoàn toàn khoan duyên. Có khi mình giúp một người nào đó, mình quá thương người này thì mình muốn phải giúp người đó nó tuyệt vời sao kìa. Được rồi, cái mình muốn nữa, tuyệt vời nữa kìa. Cuối cùng nó đi vào trạng thái giúp người khoan duyên. Mà tùy duyên thì mới tiêu nghiệp chướng, mà khoan duyên thì chuốc tai ương. Nên chúng ta sống ở cõi đời này, quý vị coi, nghịch duyên thì cũng phiền não, mà thuận duyên cũng phiền não nữa. Là do ngay chỗ nào? Là do vì chúng ta không thuận duyên để mà làm, mà đều có cái tâm phan duyên trong cái thiện và phan duyên trong cái ác, cuối cùng chúng ta chuốc tai ương. Hiểu được nguyên lý này rồi thì quý vị tu đặc biệt lắm á, có sự an lạc lắm á. Rất an lạc. Nên viết những đức coi đạo tràng, viết những đức cũng thấy nhẹ cái tâm vô cùng, rất là nhẹ nhàng quý vị. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng mỗi người nó có một cái nghề và một cái nghiệp quý vị. Những đức thấy rồi, chỉ có đúng một cái nghề niệm Phật, đừng có bỏ cuộc, là thấy cái nghề này càng đi sâu thì càng đạt tiêu chuẩn. Nó càng đi sâu chừng nào thì nó càng an lạc tự tại chừng nấy. Những đức thấy rõ ràng luôn quý vị à. Nên quý vị biết rằng con người mình tu hành nó thông được cái tâm mình thôi, mà thấy tùy duyên thoải mái đi. Ai làm được thì cứ làm. Mình được cái duyên niệm Phật thì mình cứ niệm Phật, vậy là quá tự tại đúng không quý vị? Nên mỗi một con người chúng ta phải nhớ, phải nhận thức cái chỗ là mình cảm ơn cái người đã lo công việc cho mình để mình niệm Phật. Nhưng cái người mà lo công việc mà không dụng công niệm Phật thì nếu quý vị không phải là Bồ Tát thứ thật thì quý vị cũng tiêu. Nó có một công đoạn nha. Cái vị tổ sư này ông nêu lên gì nè? Lúc trước ông tu, ông dụng công rất đặc biệt. Thì khi ông nghe một vị này nói rằng chúng sanh khổ đau ở cõi ta bà nhiều như vậy, mà đi niệm Phật cầu sanh cực lạc, về thế giới cực lạc, tại sao không ở là cõi ta bà này để giúp chúng sanh? Thì bắt đầu là ông phê phán tịnh độ luôn. Bắt đầu là ông không niệm Phật cầu sanh cực lạc nữa. Ông phát nguyện là ở cõi ta bà, ở cõi ta bà để độ chúng sanh. Ông nguyện đời đời kiếp kiếp là ở cõi ta bà để độ chúng sanh. Xong, khi ông tu thêm vài chục năm sau nữa, ông gặp một trận bệnh. Ông bệnh một phát là ông chớ giớ hết trơn. Khi ông hết bệnh, ông nói trời ơi, nếu mà căn bệnh này mà mình mà chết đi thì tức khắc mình đọa lạc rồi, cơ hội đâu mà giúp chúng sanh. Xong bắt đầu ông tham khảo lời dạy chư tổ sư, sách tịnh độ, ông tham khảo hết. Cuối cùng thì ông đọc đến công đoạn
Nếu như muốn phát nguyện ở cõi Ta Bà để độ chúng sanh thì bạn phải là Bồ Tát thật, như cỡ hạng Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát Địa Tạng, thì bạn có thể phát nguyện ở cõi Ta Bà để độ chúng sanh vô lượng kiếp. Bạn hãy nhìn lại bạn, bạn là ai mà phát cái nguyện này? Có tâm mà không có sức thì cũng bằng không thôi. Còn Phật Bồ Tát, người ta có tâm có sức thì người ta phát nguyện ở cõi Ta Bà này cỡ nào cũng không sao. Vì vả vị người ta là vả vị giải thoát, vả vị trong thường tịch quan tịnh độ. Còn mình vả vị, mình là vả vị trong lục đạo luân hồi, đang còn trong cái nhà sáu tầng. Dù có lên tầng thứ sáu đi chăng nữa, cuối cùng cũng chạy xuống tầng cuối cùng mà. Hiểu không? Mình không biết mình là ai sao mà muốn làm chuyện cao xa đó. Nên nhiều người bây giờ chạy đi đầu này chạy đi đầu kia, hộ trì hộ trì hộ trì, giết rồi quý vị chìm luôn á. Trì là chìm á, hiểu không? Trì là chìm á. Thí dụ như bây giờ Tu Đạt Đa thời của Đức Phật, người ta hộ trì ai? Hộ trì Phật, hộ trì Phật, hộ trì tịnh xá cho Phật để thuyết pháp. Đức Phật nhận cái quyền sử dụng, không nhận cái quyền sở hữu. Phước duyên người ta lớn, người ta thị hiện, người ta hộ trì cho Phật Tu Đạt Đa. Nên cái hộ trì đó gọi là hộ trì chánh pháp. Còn mình bây giờ là hộ trì chìm ngắm, hộ trì giết rồi đẩy tất cả đi vào trong địa ngục hết luôn. Rồi vào trong đó rồi mới nói rằng lúc xưa tôi cũng tu tốt lắm, nhưng mà do những người hộ trì đã quá giúp cho tôi phong phú, quá đầy đủ, nên tôi tu tệ luôn, nên tôi đọa lạc. Tôi đọa cũng do tại người đó đó. Vua Diêm Vương nếu bắt tôi nhốt thì cũng đi bắt người đó nhốt giùm cho tôi đi. Tại vì chính họ đã cho tôi quá phong phú, mà tôi bỏ đạo, tôi làm bậy, rồi bây giờ tôi đọa lạc tại họ đó. Vua Diêm Vương nói quỷ sứ lên dẫn cái tên nó xuống đây, hộ trì mà không có trí tuệ đó. Người ta xa căn nhà người ta rồi, đem ông nguyên một cái căn nhà biệt thự cúng dường, đem tiền bạc đưa cho người ta thiệt nhiều. Rồi quý thầy đến bắt đầu là lo lắng cái này kia quá đầy đủ. Giống như có mấy ông sư huynh đi ra miền ngoài, ra ngoài một cái thì quý Phật tử ngoài đó quý lắm, bắt đầu nó cung phụng. Xong bắt đầu mấy ông đi ra ngoài thời gian, mấy ông đi mất tiêu. Sau này tới mấy ông này ra ngoài, cái hàng Phật tử ngoài đó nói: quý thầy đi ra đây chúng con hết lòng lo lắng, dù là nhà khó khăn nhưng vẫn bán đồ đạc để mà hộ trì, lo lắng cho quý thầy quá trời luôn. Mà quý thầy đi ra đây rồi xong bỏ ăn tình vào đó, rồi quý thầy ra đi làm chúng con đau khổ, đúng là ba trợn vô cùng luôn. Bây giờ nhiều người tu chúng ta nó tu ra ngốc quý vị, đi học Phật pháp học ra ngốc nghếch. Cái gia đình mình lo chưa xong nó mà lo cái chuyện bá dơ. Quý vị suy nghĩ đi. Bây giờ thí dụ như Nhẫn Đức là người xuất gia nè, bây giờ nói gì độ sanh, ông cứ độ ông đi, ông tu cho tốt đi. Tôi thấy rằng con người ta có thể làm việc, người ta nuôi cả gia đình người ta. Ông là dù người xuất gia đi chăng nữa, ông cũng làm việc gì để ông nuôi bản thân ông, để ông tu được không? Cần gì hộ trì? Rồi lâu ngày từ từ nó có cái đức hạnh tu hành, tự nhiên chư Phật Bồ Tát điều người đến, đó là duyên. Tự nhiên người này vừa xuất hiện nơi đó, bắt đầu là chúng ta bán của cải, đem của cải để cung phụng, để lo lắng. Trong khi cái chuyện gia đình mình lo chưa xong mà lo cái chuyện bá dơ, lo tầm bậy, chưa biết người ta làm sao hết trơn á, tự nhiên nhào vô kiếm ăn. Vậy mà nói rằng công đức này không biết công gì, chắc công dòng quá. Công đức cái gì, đúng không? Phải có trí tuệ mà hộ trì. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không nói: ở đâu mà tìm ra hàng quán trưởng? Đời tôi thành tựu là nhờ hàng quán trưởng. Công đức tôi giảng kinh thuyết pháp hơn 50 năm,
hàng quán trưởng đã chiếm hơn phân nửa. Quý vị tìm đâu ra một người hộ trì Phật pháp vậy? Ta có góc độ sâu vô cùng. Còn bây giờ là hộ trì để chìm, chứ không phải là thăng mà là chìm. Càng hộ thì càng chìm, càng hộ thì càng phiền não, làm bậy cơ mà, làm tào lao cơ mà, không ai dạy chứ. Cúng cái gì cái là ghi tên tùm lum tên mình vô đó chứ. Trời ơi, học Phật như vậy thì thật sự mà nói chỉ là giống như chờ nóng cầm quạt quạt chơi thôi quý vị, không có cảm giác gì chứ. Thật sự mà nói như tuổi trẻ những đức sao đói chết được. Cái những Phật tử nói: trời ơi con thấy thầy cực, con tội nghiệp quá. Những đức nó vô duyên. Tội nghiệp gì tội nghiệp. Trời ơi trời, tôi ngày xưa ngoài đời tôi cực chết luôn, làm lụng tối ngày luôn, có ai nói tội nghiệp tôi đâu. Giờ tôi trong chùa sung sướng quá trời luôn mà tội nghiệp gì. Bà lo tội nghiệp bà đi bà. Trời, ông thầy kỳ cục quá trời. Tôi vậy đó. Tôi vậy được không? Quý vị thấy có ông thầy nào nói chuyện gì không quý vị? Vô duyên ghê luôn. Kệ tôi vô duyên, kệ tôi. Vô duyên như người điên vậy, cho mấy người tránh tôi để tôi tu. Nói ngọt nói dịu chi vậy, chạy theo khó tu. Một mình dễ đi hơn. Trời ơi, biết quá rồi. Mệt lắm. Trời ơi, nói mà khéo khéo ngọt ngọt đi, eo đeo theo giết rồi cả đám hết nghỉ tu. Đi khơ khơ đi chơi không tu hành gì. Đi diễn trò chơi gì đó tu gì. Đi đến chỗ này tích này, đi đến kia tích kia, đi đến này cúng Phật chỗ này, đi đến cái này là cái nơi mà gọi là Phật ra đời sao sao. Phật ra đời Ấn Độ, Phật đem giáo pháp đó truyền trao khắp nơi nơi. Ông tu đi, ông ngồi ngay cây Bồ Đề ở nước Việt Nam nó cũng có Phật nữa. Chứ làm gì tìm Phật ra bên Ấn Độ, tới cõi Bồ Đề Ấn Độ. Sợ ông không tu, nếu ông không tu rồi ông ra tới ngay cái chỗ Phật nhập Niết Bàn, ông ngồi đó ông tu, nó cũng không thành đạo nữa. Trời ơi, ông tu đi, cái cây Bồ Đề ở Việt Nam này ông ngồi ông cũng thành đạo nữa. Nếu ông chăng thật mà ông muốn tu thì ông sẽ thành đạo, dù là cây Bồ Đề đó ở Việt Nam hay ở Campuchia hay là ở mé sông gì ông cũng thành công chứ. Khỏi nói cây Bồ Đề, Đức Phật thì ngồi cây Bồ Đề, ông thì ngồi cây me, ông cũng thành đạo nữa. Đâu có nói cái chuyện là ngồi ngay Bồ Đề mới thành đạo. Phật thì cao cấp ngồi Bồ Đề, tôi yếu ớt ngồi cây me, ngồi cây xài, ngồi cây ổi chơi được không? Nó trời ơi, cái thật chắc vẫn là tu hành quý vị. Đi theo ào ào làm gì cho nó mệt. Quý vị coi ngày lễ không? Những đức tự tại ghê chưa? Trời ơi, đi đến đâu là một mình đi, không có ai theo vòng vòng hết chứ. Mệt chết đi. Tôi là thằng ăn mày mà ai mà đụng đà chạm tới tôi làm gì? Đụng tới tôi mẹ chạy chùa mà công, phải không? Tôi không chạy mới bị chạy á. Rồi cái người này ngày xưa mà hư hỏng mà con chó mà không liếm vào mặt vào tay vào mình chi gớm, thấy không? Cái nhiều Phật tử nói trời con thấy thầy cực con đau lòng, thôi mệt quá đi, đau lòng gì mà đau lòng, tôi cực gì đâu, trời màu mè quá, ngày xưa tôi khổ muốn chết luôn. Từ 6 tuổi là tôi đi lụm lúa lụm đậu, rồi tới 15 tuổi là tôi giác công đoàn, 3 năm 18 tuổi xa gia đình đi làm, 11 năm cho thành phố, 29 tuổi đi tu. Cực quá trời, vô chùa 5 năm chờ làm quá trời. Tôi bây giờ là sướng quá rồi đó. Lâu lâu nói chuyện ho vài câu, cái đó là bình thường thôi. Ho ai mà không ho. Trời ơi, ngày xưa đố mà ai mà thấy mình ho mà tội nghiệp. Giờ tự nhiên cái thấy ho, con mua thuốc cho thầy. Đem thuốc về nghe chưa? Đem thuốc về cho chồng đi nghe. Đẹp ở đây có ngài có chuyện với tôi á, lo cho chồng đi. Mệt chết đi, tôi có người lo, tôi tự lo cho tôi được. Tôi tập tôi tự lo cho tôi, mai mốt tôi tự đi. Mấy người lo cho tôi mai mốt tôi yếu thì sao, đúng không? Mỗi người chúng ta tự dựng cờ mà chạy, đúng không? Nó Phật nói là tự đốt đuốc mà đi mà. Cố gắng đi, lập trình mình cho đặc sắc. Con người sống mới làm sao có sự lập trường. Người nó phải tự lập cao,
Mình là chỉ có nương vào cái nguyện của Phật, nhưng mà mình phải có cái tự lực đầu tiên, chứ mình đừng có gọi là mình bê tha được quý vị. Tự nhiên tu hành giết yếu ớt luôn à. Ngày xưa kẻ ăn mày này nằm đầu đường xó chợ, có khi nhậu xỉn nằm ngoài đường ngủ luôn mà không bệnh gì chứ ha. Bây giờ tu giết làm sao mà tự nhiên ra xương chút là vô duyên ghê luôn á. Nói tệ chưa, tự mình làm mình giết thành yếu ớt quý vị. Nó không ra một con người tu hành cứng cỏi. Người ta đúng ra người ta tu hành, người ta luyện, người ta giết, nó trở thành một con người nó mạnh mẽ. Từ người yếu luyện thành người khỏe. Còn mình tu hành là từ người khỏe luyện thành người yếu. Yếu ớt luôn à. Nó cung phụng quá vì yếu ớt luôn quý vị. Như những đức mà nói rằng là quý vị biết rằng khi ăn cơm mà mấy cô hứng giùm ly nước đem ra uống là cảm thấy cũng quá đáng quý vị. Quá đáng. Đúng rồi, còn trẻ này tự đi uống nước chứ đừng để người ta hứng. Nên nói mà lúc trước mà đem mấy cái ly, mấy ly miễn, ly Phật tử cúng dường á, ly đẹp đẹp như đức nói rung quá à. Thôi để ly mũ giùm tôi đi. Uống xong đập bóp tại chỗ cũng không bể nữa. Ly mũ không? Nhẹ, dễ dùng, không bị vuột tay bể. Khỏe đe thấy chưa? Trời ơi, tạo chi cho nó hình thức. Còn những đức nói lúc trước mà mấy cô mua nguyên một cái, không phải mấy cô mua Phật tử đi uống dường á, mấy lố chén cho những đức ăn cơm, chén vàng á những đức nói thôi tôi không ăn chén vàng được đâu, tôi ăn chén giống mấy cụ, chén màu gì các cụ ăn thì tôi ăn chén màu đó đó. Niệm Phật giảng sanh là giảng sanh chứ không phải ăn chén vàng mà niệm Phật giảng sanh. Chén vàng mà cái tâm đen thui, khỏi đi miễn luôn. Nói tôi nghe, nói tôi á, khỏi, dẹp, tập đi cho làm sao nó tiện lợi cho sống mình mà sau này cuộc đời chuyển xoay thì sao cũng sống được. Thí dụ như mình có con đi, mình dạy con mình tự lập thì sau này cuộc đời có khổ con mình vẫn sống được. Đó mới là thương con. Mình thương một con người là mình tạo cho người ta một cái năng lực sống, đó là thương người ta thật sự. Còn mình dung dưỡng cho người ta đến hư thì sau này lỡ người ta khổ người ta sống sao đây. Mà thường là cái người yếu nhất nó không có lập trường là con người nó đi cầu cạnh người ta không à. Đi cầu cạnh và đi nịnh hót người ta để mà kiếm cuộc sống. Tại nó làm biến thì phải đi cầu cạnh. Còn nếu như quý vị mà có bản lãnh thì quý vị đâu có đi cầu cạnh đâu. Tại vì quý vị nghĩ rằng chén cơm manh áo, nếu mà không có cuộc sống thì đi làm. Thật sự mà nói, không có trình độ như những đức cũng đi làm hồ cũng có cuộc sống nữa quý vị. Làm hồ ngày được 200 mấy quý vị. Những đức dễ xài hết trời. Ngày làm hồ 200 mấy không xài hết đâu. Những đức là khả năng làm hồ được á. Trời, những đức làm hồ ngon lắm quý vị. Rồi những đức nói một ngày bây giờ mà những đức ăn chay niệm Phật này, những đức làm hồ mà được 200 ngàn, chắc những đức nghỉ một tháng những đức dư bèo gì cũng là 3 triệu. Tại vì một ngày những đức xài đâu có nhiêu tiền đâu, thấy không? Vậy là thấy ngon lành, vừa làm được ra tiền mà vừa tu được nữa, nó khỏi đi đâu vòng vòng chi cho nó mệt, thấy không? Rồi dư từ từ cắt cái nhà nhỏ nhỏ mình ở thôi, rồi bắt đầu là mình cứ làm mình xong lại ra niệm Phật vậy đó, nó khỏe không? Phải ra khỏi đi đâu chứ. Nó cũng làm người xuất gia bình thường gì đâu. Nên quý vị biết rằng tại vì người như thế nó đã cực sẵn rồi, chịu khó được, không có tạo cho mình cái thói quen của cái hưởng thụ. Nên con người làm sao mà trong cái hưởng thụ mà không bị nó buộc đó là đặc sắc lắm quý vị. Có tiền mà không tham là cả một vấn đề để mà nhận thức. Tại vì cuộc đời này quý vị biết rằng chúng ta đâu có tồn tại đâu mà tham làm gì. Nói mà những đức hồi xưa những đức coi phim bao công quý vị, những đức thấy có những người nó nghèo, cực kỳ nghèo luôn. Rồi khi nó đứng lên được, nó có của cải vật chất quý vị, bắt đầu nó giấu giếm một cái lai lịch sai lầm của nó đó. Trời ơi, nó sát phạt, nó giết bao nhiêu người để mà nó giữ cái mà nó đã tạo được của cải đó. Nên những đức nói đúng là cái này nguy hiểm thiệt nha. Bây giờ mình học Phật mình mới nhìn ra được chỗ này. Nếu như mình mà là kẻ cùng đốn ngày xưa nghèo nàn, không có danh, không có tiền quý vị, mà bây giờ có danh, có tiền, có điều kiện này, trời ơi, nó cũng là bò bò vậy lắm quý vị. Nó bò bò, nó dữ lắm á. Nó sợ bị mắc đi chứ, hiểu không? Nó, nhưng mà quý vị mà tu hành hiểu rồi, nó thông cái tâm nó đi. Thông đi, không có sao đâu. Nên những đức nói với các anh em trong chùa, những đức nói, những đức á, ở đâu là những đức cứ hết lòng mình vậy đó. Những đức không ở nữa, cái gì cũng không cầm theo chứ. À, cứ để là cho người sau, quý vị tiếp nói là quý vị sử dụng đi. Cái gì cũng cầm theo chứ nha. Xe cộ hay cái gì những đứa cũng cầm theo, nên những đứa đâu có đứng tên xe đâu. Xe cộ mua đâu có đứng tên đâu, đều mấy chú đứng không. Tại vì sao? Những đứa đâu nghĩ chỗ đó đâu. Tập đi quý vị. Có
được cái duyên sử dụng, nhưng đừng có quan trọng sở hữu. Nói thật sự mà nói chứ, hiểu rồi quý vị. Những đức ngày xưa trên kia 5 năm đi vô chùa bị chủ trì cũng thương, cái gì cũng cho đứng tên. Hồi xưa cũng ngạo mạn lắm nha, mừng lắm nha. Trời ơi, dẫn mình đi mua xe cho mình đứng tên, mua đất cho mình đứng tên, cái gì cũng cho mình đứng tên. Những đức hồi xưa ham lắm quý vị. Nó trời, mặt này to ghê luôn trời, mặt này bự ghê luôn. Tại vì sao? Thấy mình được trọng dụng mà. Vậy là ngon quý vị. 5 năm sau rồi mới thấy ra. Thấy ra cái gì? Lo mà đi sang tên, muốn bỏ mạng luôn. Thì quý vị ở đâu người ta quý vị, ta thương vị, thì người ta đưa cho quý vị đứng đứng, nhưng mà ta sử dụng cơ mà. Cái quyền người ta không hoàn toàn, người ta đưa mình ra để đứng giùm cho người ta, để người ta sử dụng thôi. Hiểu rồi, cái này hay ho gì trời. Thí dụ như mình không đứng gì chân nó phải re, tự nhiên mình đi đứng cái đó được cái gì đâu. Hồi xưa vậy đó mà, ngày xưa nhà đức ham lắm nghe. Ngày xưa nó nở cái mặt bự hơn cái mặt bò nữa, nở ra. Trời ơi, nó nở cái mặt ra, đừng có nói nữa. Bây giờ nhà đức mới hiểu, ô thì ra là hiểu rồi. Xong 5 năm bắt đầu lo đi sang tên cho người khác. Rồi những đức thì được 5 năm, tới những anh em khác được năm mấy thì tiếp tục sang nữa. Nên người tu chúng ta bây giờ buông xả ngộ lắm. Có nghĩa là mình thì sử dụng mà người khác thì cầm giùm, có gì thế mạng. Xả cái này xả không đẹp rồi đúng không quý vị? Thấy không? Xả cái này chắc khó giảng sanh lắm đó nha. Giống như cũng học như chư tổ sư buông xả ghê lắm. Nhưng mà toàn á là dùng cái cách này cách kia để mà cho người ta đứng, mà mình là người quản lý sử dụng hết hoàn toàn. Thôi cái này là thật sự mà nói nguy hiểm ấy vậy. Tu kiểu này thấy nguy hiểm nặng nề đó. Nên những đức đã trải qua thời gian rồi, những đức kinh nghiệm, như đức nói con lại Phật, Phật cho con ở đâu cho con yên đi, đừng có thấy con mà tội nghiệp thương con, mà thấy con cũng là được được á, nói chuyện thẳng thẳng, tưởng đâu thằng này không tham, cái gì cũng đưa cho con lại Phật cho con yên. Không, thôi ngán lắm, biết rồi. Cuối cùng bước vô bước ra khó đó quý vị ơi. Mình thì mình muốn giải thoát, mà toàn bộ là chồng lên đầu lên cổ mình, nó buộc lại không sao mà đi đây. Thôi đừng có ham quý vị ơi. Ngoài đời không hiểu, tưởng đâu đứng tên của cải là ham. Trời ơi, miễn là sử dụng được rồi thôi, ham làm gì. Hai vợ chồng ổng muốn đứng cái gì ổng đứng đi. Phước trong mạng có là có, không có là không có. Chúng ta đi suy nghĩ mua mẹo còn chi. Mình đứng thì sau này có gì mình lấy hết. Lấy hết thì cũng được, đó là phước của ông thôi. Nếu trong mạng không có phước, ông cầm có chừng ông bỏ mạng á. Không có phước ông cầm là bỏ mạng. Vì hiểu không? Còn phước thì sống, mà hết phước thì chết. Nếu bạn không có phước mà bạn cầm cái phước lớn á, là tức khắc bạn chết sớm liền. Chết liền nói chừng á. Hiểu ai mà dạy làm chuyện gì chứ vậy? Không, những đức nói thì câu thô thô ngang ngang vậy đó, nhưng mà tùy vị. Nhưng những đức tin chắc rằng nguyên một cái dàn đại chúng mình đều hiểu hết trơn. Vì quý vị nghe cái tông như đức nói chuyện quen à. Nếu như đức đổi tông là quý vị đi về. Đi về đúng không? Tại vì cái tông này nó quen rồi. Nếu mà sau này tự nhiên những đức nói chuyện nha, quý Phật tử lúc này phải hay không? Thầy lúc này rất là tinh tấn, nói chuyện không hở môi. Tức khắc quý vị bỏ về liền à. Vì sao? Vì cái tông này nó không thật. Tông không thật quý vị. Ừ. Cách nay 3 ngày có một cái cô đó, cô đem lại tấm hình 8 năm về trước của những đức quý vị, công nhận luôn nó xấu. Trời trời, nó không tưởng tượng được luôn á. Đúng là những vĩ vãng đã qua mình không muốn nhìn lại mà tự nhiên đem đưa cho mình. Tấm hình này 8 năm về trước của thầy nè thầy. Ồ, nó không tưởng tượng được quý vị ơi. Quý vị muốn coi không cho quý vị coi. Gì đâu mà cái đầu xương sọ không, mà nguyên cái mặt là cái miệng, nguyên cái mặt là cái miệng, không thấy cái lỗ mũi, không thấy con mắt, mà thấy cái miệng không à. Quý vị nghĩ cái mặt gì mà thành cái miệng, quý vị nghĩ sao quý vị? Mà môi thì thâm đen thui thì kinh khủng không, mà cái đầu thì kỳ lắm kìa, sọ đầu nó lòi cái gì đó. Hồi thờ đó 45 kg quý vị nó. Trời ơi, nhìn gì đó mà kinh khủng thiệt đó.
chắc là nói mà xấu chắc không ai dám dành với mình luôn. À, vậy mà ngày xưa hung dữ lắm nghe, hung tợn ghê gớm lắm, ôm nhơm ôm nhách vậy chứ nhào sạc 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 ghê lắm. Thôi ơi, hồi đó mà nhớ mà ai mà biết mà đi lên trên đó đó, mà nhớ mà cái chỗ mà tiếp khách mà ở ngay cái cửa bước vô á, hồi xưa là cái đó là cái chỗ đựng rác. Cuối cùng những đứa dọn chỗ đó, những đứa làm cái phòng tiếp khách. Những đứa thì ôm nhơm nhách mà cái mặt thấy ghê, mà bọn bộ đồ đen nữa chứ, sọ đầu lòi lên nhìn ghê lắm, mắt không mà hồi xưa con mắt những đứa ngộ đó, vị ơi con mắt những đứa sao trồng trắng không à, nó giống như là ma với vị ơi chứ không phải là con người. Con mắt những đứa ngày xưa sao nó lòi ra mà cái miệng nó bự dữ lắm, còn cái đầu thì ở trên nó trù vô qua giống người mắt kim tích vậy đó. Trời ơi, những đứa nói gì đâu mà công nhận là nó xấu thiệt luôn quý vị ơi, không có một số nào luôn á. Vậy đó mà hai bên thì mấy chú đứng hai bên, những đứa ngồi xuống giữa giống như ma mà hai bên mà gọi là ngồi gì đâu mà kỳ cục gì đâu. Vậy mà Phật tử đến chụp hình á, chụp hình rồi rửa ra, vậy mà 8 năm ta đem lại đây quý vị, đưa những đứa nó thầy nè thầy coi đi. Nhân Đức nói bà đưa hình này cho tôi. Hỏi đem đi đâu vậy thầy? Đem cắt. Nhìn ghê gớm quá, để làm dữ liệu về sau. Ôi ô gì đâu mà nó kinh khủng quý vị ơi. Vì quý vị biết sao không? 5 năm về trước Nhân Đức sân si quá. Bây giờ Nhân Đức mới học được cái bài học sân si. Thì ra có cái tâm mà sân si mà luyện được trong đó 5 năm là kết quả lớn lắm quý vị. Người ta là chừng 2 năm là gớt đài à. Như vậy mà những đức 5 năm chưa bỏ cuộc nghe. 5 năm xong sân si vậy. Quảng chúng quýnh người ta kịch liệt luôn, chửi người ta quá trời luôn, đâu biết gì đâu. Còn hung dữ kinh khủng lắm quý vị. Mà chắc là do người ta quá dữ nên những đức dữ hơn người ta. Người ta dữ quá, 1500 người. Nhân sự thì mình làm hết trơn luôn. Đêm ngày gì, đâu có ngủ nghe nhiều đâu. Rồi thêm có thời gian nhịn ăn không ăn cơm nữa chứ, làm chuyện thấy ghê không? Không ăn cơm. Trải qua thời gian 5 năm quý vị. Ồ, nó săn hẳn mỗi ngày. Mấy người bên cạnh những đức đó nghe. Mà những đức cũng khôn. Làm gì nè, nó chửi người ta mà nói gì nè. Mấy chú mà được rèn luyện gì là sau này mới có kết quả nghe không? Ôi trời. Chửi người ta mà kêu người ta rèn luyện gì có kết quả. Cái ông núi á, ông núi là ngày xưa bị Như Đức la nhất luôn. Mỗi lần ông đến hỏi tiền là Như Đức. Vậy đó quý vị, giống như cái cục lửa xăng nó nằm sẵn đầy bên trong này nè quý vị. Nó đầy hết áp trong đây luôn. Có nghĩa là Như Đức nhìn cái gì Như Đức cũng cảm thấy là Như Đức bực mình hết chứ. Trời, nó đến mức cực điểm như vậy. Vậy mà Như Đức nói bỏ mạng luôn cũng không bỏ đi nữa. Đúng là nó liều mạng trong cái xăng hẳn quý vị. Khi làm việc là bên cạnh những đứa người nào người nấy nè. Người thì mắt to như hiếu mắt lòi. Nghĩa là những cái người bên cạnh những đứa nó chiêu cảm lạ lắm quý vị ơi. Ngày xưa trên kia là những người bên cạnh là những người ngộ lắm. Những người mà những đứa mà nói giải quyết vấn đề là giải quyết không nói chứ nha. Không bao giờ mà nói mà gọi là không làm nha. Nó ngộ vậy đó quý vị. Là 5 năm những đứa sống trong cái sân si á. Khi sân si mà mình vẫn có một cái tâm gì của người ta thì tức khắc hình như 5 năm nó chuyển hoàn cảnh quý vị. Thì nhờ 5 năm sân si đó mà những đức trong cái khổ á, mà những đức vẫn không bỏ cuộc luôn. Nên những đức bây giờ là nói về cái gì khó khăn là những đức trải qua đó. Nên những đức khuyên quý vị tu hành mà chồng vợ hay con cái mà nó hành hẹ mình càng nhiều nào là càng tốt nè. Không thiệt á. Thì muốn giảng sanh thì phải bị hành hẹ. Nhưng mà đã không bị hành hẹ thì nó thương yêu thì quý vị đừng bị buộc ràng. Thương yêu đừng dính mắt. Thấy không? Hành hẹ đừng buồn phiền. Không, hai cái đường nghe, thương và ghét đó, nó là một phương hướng mà. Nó vẫn là mục tiêu của cõi ta bà này và phàm phu chúng ta là một phương hướng. Tại vì thương yêu bị dính mắt, ghét thì buồn phiền, nó vẫn là con đường ác hết trơn. Không có tốt chút nào hết trơn. Nên từ nơi đó mọi vị nhớ này, nếu mà người nào trong đây mà tu á, mà gặp chồng hành hạ con cái mà gọi là đối xử tệ bạc, hoặc là hoàn cảnh gia đình mà nó hành hạ mình ghê quý vị ơi, thì quý vị nhớ nghe, nhớ lời như Đức nói nè,
Quý vị hãy kiên nhẫn đi, đừng có sợ chết, không có chết đâu, đừng sợ. Mà cũng đừng có cái tâm là Phật ơi, Phật rước con sớm sớm đi Phật, con chết càng sớm chứ hãy thoát càng sớm, Phật ơi con khổ quá, Phật ơi Phật, con khổ quá Phật ơi. Vậy là không đúng nguyên lý tu hành, không có đúng. Mà mình ở trong cái khổ te tua đó đó, ở trong cái khổ te tua đó đó mà mình không than vang, mà không than vang là nó ngay cái chỗ tín nguyện niệm Phật và tin nhân quả mà không than vang đó. Nó không than vang chút nào chứ, ở trong cảnh đó, nó không than vang chút nào hết. Mà có khi nó bực bội, nó than vang vài câu xong cho qua. Như ngày xưa những đức 5 năm trước là lâu lâu than vang, nhưng mà xong cho qua, tiếp tục làm nữa, không bỏ cuộc. Đó đó đó, phàm phu mình đó. Chứ không phải là hoàn toàn không than vang, có khi cũng than vang chút, nhưng mà không biết than vang cùng ai, đúng không? Thôi đến đây than vang những đức cũng được, đúng không? Đó, nhớ nghe, đừng có bỏ cuộc. Và trong cái khổ đó đừng bao giờ tìm đường để chạy trốn. Đừng có tìm đường chạy trốn, cứ tu đi, cứ tiếp tục niệm Phật đi, cứ vui trả nợ đi. Rồi tức khắc từ từ nó sẽ có một cái sự uyển chuyển lạ thường lắm, rất lạ. Rồi quý vị coi nè, nó đối xử với quý vị rất tệ, xong quý vị luyện được cái điều mà nhà Đức hướng dẫn á, nhẫn chịu á, rồi bị tu niệm Phật thời gian cái nó chuyển luôn ông chồng. Cái bắt đầu ông chồng nó quay ngược lại cái cách khác, đó là thương yêu. À, quý vị sẽ thấy nè, hồi lúc trước á thì nó không thương, rồi quý vị tu giết cái nó thương. Rồi nó thương rồi lúc đó quý vị coi chừng bỏ tu. Tại vì nó thương là khó vượt qua trong cái cõi đời khổ nên cầu giải thoát. Thương thì chúng ta để bị núm níu, không hướng đến con đường giải thoát nữa. Nên cái mà bị hành hạ có khi lại cố gắng tu và giải thoát. Nhưng cái thương yêu chiều chuộng coi chừng bỏ tu á. Rồi quý vị đang niệm Phật mà nó đến nó lại vuốt em. Rồi xong luôn, quý vị ốc ác nổi cục cục lên trơn rồi. Bụng rụng tay chân hết niệm Phật rồi. Nó thương mà. Thấy không? Nó thương mỗi ngày, nó thương hoài vậy đó. Thương giết rồi quý vị hết năng lượng tu luôn. À, ngộ vậy đó. Mà nếu quý vị mà bị hành hạ, bị chửi mắng, mà quý vị sân hận nó cũng hết năng lượng nữa. Nó cũng hết năng lượng, nhưng mà vì nó quá khổ nên cố gắng có một phương hướng tu để giải thoát, đúng không? Nhưng khi nó thương là khó vượt qua. Nó thương. Nhớ nè, mấy cô mấy chú mà nghe gì rồi kinh nghiệm nghe chưa? Nó gặp thương á, có thương á. Nó có cái cô đến cô nói như Đức, thầy ơi, thầy nói đúng lắm. Lúc trước chồng của con nó cứ là xa nhà là con cứ lo, con ghen tuông, bực bội ghê luôn. Bây giờ con tu con nghe thầy nói giết nó nhả, nó nhả cái chỗ đó, nó nhả ra được nhiều lắm. Rồi xong cái con lo tu, cái con an lạc cái tâm con. Con an lạc cái tâm con mà chưa cảm với Phật mà con cảm với chồng. Con chưa có cảm được với Phật nhưng mà cảm ông chồng là ông chuyển nghiệp. Ông chuyển nghiệp mà ông thương con quá trời thương, thầy ơi thầy. Lúc trước thì ông cứ sai gia đình hoài, ông cứ bỏ bê con. Bây giờ thì ngày nào ông cũng ở nhà, ông không cho con tu gì hết trơn á. Ông lo lắng, ông mơ múc nước, bưng nước cho con mà ông thương con, trời ông thương kinh khủng lắm kìa. Ngày xưa ông ghét con bao nhiêu là giờ ông thương bấy nhiêu, ông thương con mà con sợ luôn á. Với ông thương với bây giờ làm như con tu hết nổi á thầy ơi. Nó bà chết rồi đó thấy chưa. Thấy chưa. Nó hồi lúc trước ổng ghét bà còn tu nổi, bây giờ ổng thương mà tu hết nổi, bà chết. Bây giờ ổng thương, bà nhớ nghe, trong cái cõi này thương mấy chục năm rồi cuối cùng lôi nhau đi đọa lạc, bà hiểu không? Đây là ái không nhiễm không sanh ta bà. Bây giờ cái con nợ nó dùng sân hận để làm cho bà khổ đau. Rồi xong nó bà vượt qua sân hận và nó dùng ái nhiễm để kéo bà khổ đau nè. Thấy không? Sân hận rồi tới ái nhiễm. Mà ái không nhiễm không sanh ta bà, bây giờ dùng ái nhiễm để kéo nè. Quý vị vượt qua được không nè? Nó bây giờ bà mà vượt qua cái ái này là công phu bà tăng tiến á. Tăng tiến nghe. Bà nghe những đức nói vậy cái bà gì cái bà luyện công phu được từng một à. Cái bà vô bà nói: "Thầy ơi, nghe thầy nói chuyện thì gần cả tuần nay tu được. Xong cái yếu nữa." Yếu nữa. Xong những đức nói yếu đi đến đây tiếp tục nạp pin, đúng không? Nạp pin gì xài, nhưng mà cái cục pin của bà sao mà không giữ được chút nào hết trơn nhỉ? Vậy thì bà xài suốt luôn. Vậy thì cuối cuộc đời của bà là kẹt lắm á. Người ta phải chữ pin để mà cuối cuộc đời của mình nó có ánh sáng, hiểu không? Còn bà mà đến đây từng bà xài hết trơn, bà phải tích chữ chứ. Bây giờ bà về bà cố gắng đi, đứng nằm ngoài bà niệm Phật nghe không?
để nó tích trữ pin chứ. Chứ bà đến đây bà nạp pin xong bà gì bà xài từng hết trơn cái chợ. Rồi bà cứ làm cái đà này hoài, rồi mai mốt rồi kia cặn tử nghiệp, bà không có miếng pin nào hết trơn, sao bà niệm Phật? Thấy không? Nó quý vị nhớ nghe chưa? Về phải niệm Phật nghe chưa? Về phải tu để nạp năng lượng á. Nó cái hội chúng mà đông gì nè, cái nạp năng lượng mạnh lắm. Nạp năng lượng rất mạnh. Nhưng mà về nhà mình phải tự nạp năng lượng cho mình là niệm Phật á. Nó rồi tích trữ pin nó cho nó đặc sắc là đủ điện nghe chưa? Rồi khi cuối cuộc đời quý vị là đó óc sáng suốt niệm Phật cầu sanh cực lạc được rồi. Hiểu không? Đó đó là cái chỗ mà quý vị phải nhận thức á. Chứ đừng như cái cô kia nghe. Trời ơi, ghê thiệt chứ. Thấy không? Đúng là cái cõi đời này khổ thiệt quý vị. Nó bỏ rơ cũng khổ mà thương quá cũng chịu không nổi. Đúng không quý vị? Thương quá thấy cũng sợ lắm nha. Thương gì đâu mà giết sợ muốn chết luôn. Bà nói là trời ơi, ổng đi làm về rồi ổng đè ổng hung. Xong á, chưa khi ổng đi làm ổng hung tùm lum tùm la, xong mới đi làm. Thương gì mà ổng thương con giết mà con hết năng lượng luôn. Trời ơi. Đúng là trong Phật pháp này đúng là ghê thì quý vị, rõ ràng luôn, nói rõ ràng luôn. Ừ, nói rõ ràng cho mình nghe luôn. Mà mình nêu lên chỗ này không biết có bà nào dính không. Nên từ nơi đó quý vị thấy cái cõi đời không, nên Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ngài nhìn thấy rõ ràng, ngài nói ta bà khổ, khổ không thể nào nói hết. Đúng là nó khổ, nó quay quằn trong cái khổ. Có nghĩa là hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, nó chuyển hướng. Chuyển hướng đi khổ quý vị. Chuyển hướng để mà nó dập chúng ta. Chuyển đủ hướng nghe. Nó chuyển đủ hướng chứ. Còn khi cặn tử nghiệp nghe. Nếu quý vị mà không luyện được công phu tính nguyện, nó cặn tử nghiệp chứ. Nó đến nó vịn tay vịn chân quý vị. Anh ơi anh, em đừng bỏ anh nghe em. Đó. Lúc này nè, cái lúc này là quý vị có đủ điện hay không nè để giải quyết vấn đề này không. Cái lúc đó mà tự nhiên cặp mắt của mình mở ra, mình nhìn thấy ổng á, ngạn ngào phải không? Ngạn ngào mà nó sắp chết á. Sắp chết mà cặp mắt nhìn ổng mà thấy ổng ăn tình với mình á, ngạn ngào á. Rồi vừa chết một cái là tiếp tục tái sinh thôi, khổ đau thôi, đúng không? À, thấy chưa? Nên bây giờ với cô phải gầy dựng tính nguyện nghe. Một niệm cuối cùng quan trọng mà hiện tại gieo cái nhân cái nguyện cuối cùng đó. Nên cố gắng mà niệm Phật đi. Bây giờ quý vị cứ nghĩ nè, chúng ta mà về thế giới cực lạc, lúc nào chúng ta xuống đây chơi cũng được chứ nha. Trong kinh Phật nói mà, phảnh tay co duỗi đến liên trì. Vậy thì chúng ta phảnh tay co duỗi đến ta bà. Đúng quý vị. Có vị hòa thượng này ngài nói một câu gì nè. Đi về cực lạc á, mà từ thế giới cực lạc mà trở về đây á, thì mình cũng chết hết rồi. Tại vì cảnh giới cực lạc á, nó xa quá mà cái thời gian thế giới cực lạc nó khác với không gian thời gian của chúng ta. Không phải tính vậy được. Có nghĩa là đối với cái năng lực của người thế giới cực lạc là nó không còn cái không gian di thứ nữa. Nó siêu vượt không gian di thứ luôn. Ừ. Khi về thế giới cực lạc rồi thì quý vị trong một ý niệm, quý vị trong kinh đọc rõ ràng mà. Trong một niệm nó đi mười phương khắp pháp giới đi cúng dường chư Phật rồi, đúng không? Trong một niệm mà đi như vậy thì chúng ta muốn xuống ta bà này lúc nào không được. Thí dụ như vợ chồng ở đây niệm Phật đi, vợ đi về chỉnh trước đúng không? Lâu lâu xuống đây để hỗ trợ ông chồng tu được không? Được. Cái duyên đi đến được tức khắc trong một ý niệm để vị đã đi xuống đây. Nhưng thể hiện một người tăng, thể hiện một vị cư sĩ, hay thể hiện một người nào đó tự nhiên đến, đến cái là tự nhiên động duyên vài câu cho ông này tu. Rồi xong mình trở về bổn vị của mình, thoải mái vô cùng, thấy không? Chứ đâu phải là chúng ta về thế giới cực lạc là chúng ta không xuống đây được đâu. Thế giới cực lạc là một cái thế giới cùng cực an vui tự tại. Nên chúng ta là thương người thân mình về thế giới cực lạc á, thì mình có thể quan tâm đến người thân mình đời đời kiếp kiếp. Mà họ tái sinh đến một cái quốc độ nào hay cái loài nào, mình cũng có thể vô cái loài đó được hết. Cái này mới đặc biệt nè. Còn nếu như mình không giảng sanh thì sao quý vị vô cái loài đó được? Thí dụ như bây giờ ông bà của mình sanh vào loài heo, loài gà, loài chó, quý vị sanh vào loài người, quý vị đâu thể nào mà câu thông được với những loài heo, bò, chó đâu, đúng không?
Vậy mà quý vị ở thế giới cực lạc thì quý vị sẽ câu thông được với heo bò chó đó. Tại vì nhìn thấy đây là ông bà cha mẹ của mình, nên mình thị hiện ra một con chó giống con chó kia. Mình đến mình nói chuyện với con chó này, khuyên nó niệm Phật, đúng không? Vì câu thông được, mình có thể thể hiện tất cả những cái cảnh giới mình thể hiện được hết luôn, để độ sanh luôn. Thí dụ như ông bà mình đầu thai làm loài ngạ quỷ, thì chúng ta xuống với loài ngạ quỷ làm loài quỷ để câu thông, để phiên loài quỷ này nên giảm lòng tham. Nếu mà ông bà mình sanh vào trong địa ngục thì nhất định mình sẽ sanh vào trong cái chỗ địa ngục. Nhưng mà mình bỏ vào chỗ giàu mình không khổ, mình ôm cộng đồng mình không khổ, mình bị đánh đập không sao hết luôn. Thì từ nơi đó mình mới có bản lãnh, mình khuyên những người trong địa ngục là vì tôi giảm được cái tâm sân hận nên cái cảnh giới trong địa ngục tôi không khổ. Thì lúc đó mới đủ bản lãnh để độ người trong địa ngục. Nó trong địa ngục ngạ quỷ chúng sanh, chúng ta ở thế giới cực lạc, quý vị có thể đến và thể hiện trong tất cả cảnh giới, tất cả cảnh giới của mười phương khắp pháp giới luôn. Năng lực này là Đức Phật A Di Đà đã phát, chúng sanh về quốc độ của ta đều đạt được như vậy. Nên quý vị suy nghĩ đi, chúng ta giảng sanh là một cái tâm lượng rất lớn, chứ không phải là chê chán cõi ta bà mà chúng ta muốn về thế giới cực lạc để hưởng thụ đâu, hiểu không? Nên quý vị nên phát tâm mà về cực lạc đi, đó mới là một quốc độ tuyệt vời đó. Đây là trong kinh Phật mà chúng ta đã đọc qua, chúng ta nêu lên để mà cùng niệm Phật. Quý vị nghe gì cảm thấy thích lắm, thích niệm Phật lắm. Những đứa cũng thích niệm Phật lắm quý vị, dù là công việc bận bịu nhưng những đứa rất thích niệm Phật đó. Đi đâu cũng cầm máy bấm số chứ, cầm như thành quen luôn à. Nó quen luôn quý vị. Những đức thấy chùa mình nó ra chiếc máy V52, nó đặc biệt thiệt. Hôm qua những đức nói chuyện Phật tử mấy người, những đức nói ngồi ngẫm nghĩ cũng ngộ. Ngày xưa cái thời mà giặc giả mà nghe B52 là ai cũng sợ đúng không? Nó càng quét ghê quý vị. Nơi nào mà B52 nó càng quét là khổ đau nhân dân đúng không? Thì đó là thời giặc giả. Còn bây giờ xuất hiện cái máy V52 ngày xưa B52 là giết chúng sanh đúng không quý vị? Bây giờ chiếc máy V52 mình là để giúp chúng sanh. Nó có nhiều người bây giờ cầm chiếc máy V52 mình nó nghe, trời ơi, ngồi cười mình, cứ ngồi nghe cười mình vậy đó. Nên những đức nói với vị viết Tết này, vị đi về bên nội bên ngoại cầm theo mấy chiếc máy tặng cho bên nội bên ngoại. Tặng bên nội bên ngoại xong lăn cặn chùm sớm, tiếp tục mà rải cái môn tịnh độ này rộng ra. Nó giải quyết xong vấn đề bên nội bên ngoại xong hết rồi, mùng 2 vô ăn Tết, ở qua mùng 6 gì được không? Nó thấy không? Nó bỏ tiền lì xì chút đỉnh cha mẹ còn sống đúng không? Lì xì cho cha mẹ chút đỉnh tiền rồi xong ăn tình, nó thương yêu. Tại vì người ta chưa tu nhiều, mình cứ đem tình thương yêu thật sự đến với người ta rồi xong hết chứ. Việc cha mẹ hai bên đàng hoàng, dòng họ sớm riềng đâu vào đó hết, gia đình thì thờ phụng đàng hoàng, xong rồi hết gia đình đóng cửa lại đi đến chùa luôn, từ mùng 2 tới mùng 6, qua mùng 6 mùng 7 gì nó ở mấy ngày trong chùa, rồi bắt đầu là mỗi ngày lên thánh điện niệm Phật, niệm Phật, rồi niệm Phật xong xuống ăn cơm, ăn cơm xong đi vòng vòng niệm Phật, rồi tặng quà cho Phật tử, rồi xong rồi về ngủ, ngủ xong rồi chiều niệm Phật, niệm Phật xong xuống ăn cơm, ăn cơm xong rồi đi tắm, đi tắm xong về nằm nghỉ, nằm nghỉ xong rồi chút đi tu. Thì thấy không, nghe chảy nước miếng luôn á. Thấy tèm luôn á trời. Thấy không quý vị? Rồi 4-5 ngày quý vị ăn Tết trong đây nghe quý vị, không có nhìn thấy tiền, không nhìn thấy tiền đâu. Tại vì sao? Vì vô đây không có xài tiền, nó không nhìn thấy tiền. Đó, không nhìn thấy tiền, vì tiền đó cho cha mẹ hết đi, hoặc là giữ gìn ở nhà hết đi. Rồi vô đây mấy ngày để điện thoại ở nhà luôn, không cầm vô đây luôn. 4-5 ngày trong đây. Nó, mùng 3 là cộng tu đầu năm, mùng 6 là chúng ta tổ chức chương trình mừng thọ. Nó, cha mẹ khắp nơi nơi đưa đến đây mùng 6, cơ hội để cho cha mẹ mình được vui vẻ ngày mừng thọ. Nhiều người già quý vị đó, nên từ nơi đó quý vị thấy cuộc đời mình vui vẻ. Đặc biệt là ngay cái gì, nó niệm niệm vì người thôi, cứ niệm niệm vì người thôi quý vị. Còn cái cõi đời này chúng ta giàu thì sống cái cảnh giàu, không dính mắc ha. Nghèo thì chúng ta biết đủ trong cái nghèo, không buồn phiền. Nó, nên mấy cô nào mà thí dụ như năm nay mà 3-4 đứa con rồi đó, dẫn vô đây hết đi,
có mấy ngày Tết không sao đâu, cho nóc nái ảnh ưu nó nằm đầy chùa hết chứ. Nó khát sữa vậy Đức mua sữa cho nó uống luôn. Sợ gì, trời ơi, mình lo cho con người mình không có sợ quý vị. Mình ăn thì hết, mình cho thì còn. Đừng có sợ, phải không? Tâm lượng từ từ nó mở rộng ra, nó không có lo sợ hết tiền đâu. Lo cho người ta sao hết tiền? Phật đã dạy mà càng bố thí càng nhiều mà sợ gì? Không có sợ, chỉ là tâm lượng nó mở rộng ra. Nó nên quý vị nhớ, đã giúp cho người, đã cúng dường thì đừng bao giờ mà chúng ta mà chần chờ. Làm thì làm, chứ đừng có nói mà ở nhà mà tính đi đến chùa cúng dường chịu. Vừa đi đến chùa cái nói nghe ông thầy nói chuyện xong, chùa đâu có thiếu thốn gì đâu, thôi cúng 500 thôi. Hồi ôi, cúng vừa mà cũng rút lại nữa. Người ta vừa phát cái nguyện là người ta làm đúng cái nguyện liền, không có giỡn đâu quý vị à. Nên từ nơi đó mình, đây là những đứa phải kêu vì cúng dường. Nhưng mà những đứa muốn nói là đừng có cái tâm bỏng rẻ mà cúng dường cho Phật, hiểu không? Nó còn khi đi cúng dường trong chùa mà có khi đếm tiền cái 2000 sợt. Phật xài 2000 thôi, còn 200.000 để cho con xài, đúng không quý vị? Nó thấy chưa, cái cơ hội cúng dường mà mình đi mang cái tâm đó để cúng sao có được, hiểu không? Nó mình mà cúng dường tam bảo rét rét chứ không có mà kiểu mà rút tiền mà. Rút tiền mà còn hơn đứt ruột. Đúng là kinh khủng vậy đó. Cúng dường vậy sao có công đức? Cúng dường tam bảo là phải đẹp tam bảo. Con cúng dường cho tam bảo là cúng dường cho Phật Pháp Tăng. Còn cái chuyện mà cái người trong đó người ta xài không phải là chuyện của người đó thôi. Còn đã đến ngôi tam bảo là con cúng dường ngôi tam bảo. Cái nơi nào có ngôi chùa là cái mảnh đất đó đã từng có một vị, đã từng cái nguyện cái nơi đó xây chùa đó. Quý vị nói cái nơi xây chùa là cái nơi đơn giản hả? Tự nhiên cái mảnh đất đó xây chùa hả? Quý vị coi đất đó là cũng là đất, mà tại sao cái mảnh đất nó mở vũ trường? Cái miếng đất mà nó xây ra một cái khách sạn để cho người ta vô đó ăn ở, còn cái miếng đất mà xây chùa đâu đơn giản. Có cái nguyện của chư Phật Bồ Tát ngay chỗ đó đó. Nó từ nơi đó mình bước vô ngôi tam bảo là mảnh đất Dạ Lam. Khi mình đã phát tâm mình cúng cái gì rồi là mình phải nhảy bén. Cái tâm đó đó cúng xong buông xuống liền là công đức. Cái chuyện người ta làm không phải là chuyện của người ta. Còn nếu mình không muốn cúng thì thôi, chứ mình đừng có nghe người ta năn nỉ mà mình cúng, hiểu không? Mình nghe năn nỉ là cúng là mình là người yếu ớt, không phải phát tâm, mà do gì ta năn nỉ mình mới cúng, hiểu chưa? Mình đã cúng là mình cúng, mình muốn làm là mình làm, mình thấy được là mình cứ làm. Còn nếu là mình đã không thấy, không làm thì thôi đừng có năn nỉ gì dòng do mà. Phan Duyên đừng có nói dòng do chứ. Cứng cái tâm mình, giữ uy tín tâm mình vậy đó. Hiểu chưa? Nó con người phải vậy đó. Vậy thì quý vị cúng dường có công đức à? Nó, nên có nhiều người đó, những đức mà, nhiều người gì hồi xưa những đức mới đi chùa xưa trên thành phố, những đức biết. Chính những đức nè. Những đức đi đến chùa là những đức lựa giấy ngàn hai ngàn cái đức cúng không à? Cúng tiền lẻ cho Phật không à? Thì biết nên từ nơi đó sau này tu từ mới hiểu quý vị. Nên mình đem cái này mình chia sẻ cho người ta nghe để mà cái tâm mình nó phải mở rộng ra. Tâm lượng lớn phước báo lớn quý vị. Nhớ nè, tâm lượng lớn phước báo lớn, nhưng đừng chấp vào tâm lượng đó mà cầu phước báo lớn. Chỉ có phát tâm lượng lớn nhưng đừng cầu phước báo lớn. Có cái cầu là tức khắc nó không có cái phước báo lớn. Hiểu không? Nó nghĩa là chỉ làm cái việc này chân thật thôi chứ không có cầu phước báo lớn. Vậy thì nó mới là thiện căn công đức lớn. Nó làm bằng một cái tâm rất tự tại. Nó còn khi cúng dường cho người ta tạo tượng đúc chuông, người ta có làm không làm chuyện của người ta, chứ đừng có cúng xong mà đi dè dè chùa hoài cái chợ. Có những Phật tử mà tu hành mà có khi mà đem tiền cúng dường tạo tượng đúc chuông hoặc là làm cái gì trong chùa, xong chưa thấy ông thầy làm cái đi dè dè cái chùa, đi dè dè xong cái đi hỏi han cái người xung quanh chùa, xong hỏi không ra cái hỏi chú tiểu trong chùa, chú tiểu trong chùa không biết cái đi thẳng là hỏi chủ trì chùa luôn. Thầy ơi thầy, con cúng dường cho thầy làm pho tượng mà sao lâu quá con không thấy thầy làm thầy. Nghe không?
Nên từ nơi đó vị biết rằng nó không hiểu là nó làm sai hết trơn à. Làm sai hết trơn quý vị. Nó bị hợp như đứa coi cái video này, quý vị biết. Cái ông cư sĩ này, ông làm cái chương trình mà ông phỏng vấn một ông thầy. Ông phỏng vấn một ông thầy mà ông kích thích ông thầy này để ông thầy này nói chuyện bừa bãi quý vị. Cho thầy này tức nói chuyện bừa bãi, ông quay phim lại. Ghê không? Những đức nói người ta tu hành đó là chuyện người ta, còn mình đi làm chuyện chi để mình đi vô địa ngục giống người ta hả quý vị? Mình lo bổn phận mình đi, tự nhiên đi đến để mà gọi là kích thích ổng để mà quay phim lại đưa lên mạng. Mà những cái thứ đó thì nó coi đông lắm quý vị, coi là 400-500 ngàn người triệu người được không à? Đó, coi triệu người được không à? À, nghĩa là quay lên để kích thích mấy người làm sai nói bậy, sân si rồi lên cái quay là hết, cái đưa lên mạng. Bây giờ ưa có những chương trình vậy lắm quý vị. Họ làm những chương trình đó, một là họ cũng được cái lợi ích của cái số lượng người coi, họ có tiền. Chứ cái trang của mình là cái trang nó một tháng cũng nhiều tiền lắm, nhưng mà những đứa chặn hết tất cả những cái chương trình quảng cáo, rồi thêm cái nữa là tất cả những cái mà người ta mà ý kiến ý cò, rồi thêm cái nữa những đứa không có lấy cái tiền mà cái số lượng người coi. Hồi xưa tới giờ không có làm cái chuyện đó. Nói chứ người ta cũng làm cái chương trình đó, người ta cũng có tiền, cái lượng người coi càng đông là người ta càng có tiền nhiều. Nhớ quý vị. Nên những đức nói rằng con người chúng ta bây giờ nhiều cách đi kiếm tiền, nhưng mà đi đọa lạc cái làm gì? Thì biết những đức rút kinh nghiệm, cái trang của mình không có ý kiến là vì sao? Vì đỡ nhiều chuyện. Để em thấy nó nhiều chuyện, nhiều điều dữ lắm. Mình phàm phu mình thấy mình cũng động tâm. Thôi tôi phàm phu tôi biết khả năng của tôi, thôi chỉ chia sẻ thôi, ai nghe em nghe thôi. Thấy không? Không cần ý kiến ý cò dòng dò, nhưng chúng ta mỗi ngày niệm Phật thôi. Nên cái trang những đức là đâu có ý kiến ý cò vậy đâu. Nên Phật tử chùa mình á, Phật tử ít nhiều chuyện lắm. Không? Quen rồi. Thấy quý vị? Cái gì thì nói thẳng đi. Nói thẳng thẳng gì xong rồi hả quý vị? Nói chúng ta là góp ý để mà cùng tu thôi, nó không có dòng do gì chứ. Đó, nên hàng Phật tử cư sĩ nhớ nha, đừng có đi làm mấy cái chuyện gì chi cho nó mệt. Thí dụ như mình biết cái ngôi chùa đó, ông thầy sư cô đó dị kệ người ta. Mình đã biết như vậy rồi thôi, mình đừng có đi đến đó nữa. Chứ mình đi đến đó mà mình tức chi à? Phật tử có nhiều người Phật tử cũng khôn lắm. Đã biết ông thầy này ổng tiền nhiều, sau lưng ổng thì mình chọt ổng, mình nói ổng này kia. Vậy đó mà mình gặp ổng nói mấy câu vậy mà quý vị không thoát nổi câu nói đó đó. Và cuối cùng cũng móc tiền cái cung. Cúng xong về chậu là chậu tôi tức muốn chết luôn. Biết sao mà tôi nghe ổng nói là tôi phải cúng. Mà đúng là cái người tu mà nó có một cái phước, cái lời nói nó lạ lắm quý vị ơi. Có những Phật tử nói chí nhất định là tôi không cúng nữa đâu. Vậy mà đến mà nghe mấy câu tôi chịu không nổi đó quý vị. Cái lời nói người tu, cái phước của người tu, cái phước mà hình tướng của Phật nó lạ lắm quý vị ơi. Nên mình đã biết rồi thôi mình tránh đi, đừng có tới nữa. Không dám tới nữa vì sợ tạo nghiệp thêm quý vị. Hiểu không? Còn nơi nào mình thấy tu được thì mình đến. Còn mình thấy mà thấy không được thì thôi. Thôi chứ đừng có mình đừng có rêu ra không chỉ cho nó mệt quý vị. Hiểu không? Đây là cái điều mà những đức thấy đó, để phiên quý vị á. Phiên chung chung đâu có nói ai đâu sợ. Thấy không quý vị? Đó, nên từ nơi đó mà hàng Phật tử đi về đây tu, quý vị hiểu được nhiều thứ lắm á. Nên nó an phận thủ thường, hay không? Cố gắng ở nhà làm tròn trách nhiệm đi, rồi sống cho tốt đi, làm vợ làm chồng có trách nhiệm đi, dù nghèo cho sạch rách cho thơm. Nó, mình biết tu rồi đừng có hướng cao quá. Thấy không? Đừng có hướng cao quá. Hôm qua nhà Đức nói chuyện với một anh này. Anh này ảnh cũng thông minh lắm, anh cũng học Phật lâu năm. Ảnh cũng có bạn bè đồ kinh doanh đồ nhiều. Mà ảnh cũng có cái tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nhà Đức nói chuyện với anh, nhà Đức nói lên câu ảnh nói tòi. Giữa con với thầy ít gặp nhau nhưng mà sao nó có tư tưởng tương đối giống. Nhà Đức nói ảnh, nhà Đức nói nè. Nhà Đức thấy gia đình của anh, hai vợ chồng, hai đứa con thấy ổn quá. Ai mà rủ anh kinh doanh cái gì, làm ăn cái gì anh đừng có làm nghe không. Anh làm là anh hết tu á. Mà bạn bè có khi lâu lâu gặp lần để còn bạn bè. Nhưng mà bạn bè mà nó cộng tác làm ăn coi chừng nó mắc tình bạn. Đừng có kinh doanh làm chi. Cứ sống chung chung thôi. Sống lai rai thôi. Một đời này hạnh phúc an vui niệm Phật giảng sanh là được rồi.
chứ đừng có cầu danh lợi gì, kinh doanh lớn gì cho nó mệt. Đừng có làm, trời ơi làm chi. Rồi có nhiều người ta không có gạo nấu mà. Mình bây giờ là có cơm ăn áo bặn, mỗi ngày đi tu niệm Phật, rồi chủ nhật đi đến đây cộng tu, quý vị hạnh phúc quá rồi. Tạo thêm chi cho nó nhiều, cho nó mệt. Trời ơi, lúc trước có một cái chị này, những đứa biết chị gặp như đứa chị nói, có người ta rủ chị đi ra Hà Nội mở quán xá gì, buôn bán thực dưỡng sinh gì đó. Nó thôi thôi chị ơi, thực gì cũng bằng niệm Phật đó chị, nó mệt quá. Mình cứ làm vừa cái khả năng mình đi chị. Nó còn chồng đồ nó muốn giàu có thì không, em khả năng em chỉ có nhiêu, không làm nổi nó đâu. Làm bộ khéo khéo để vì mình biết cái khổ đời này nó không tồn tại mà. Quý vị thấy kiếp nạn dồn dập mà, quý vị coi trên Vũ Hán giàu sang vô cùng, kiếp nạn đến đứng trên lầu giải tiền xuống. Quý vị tạo không chi cho nó mệt trời. Sống chung chung đi, có cơm ăn áo bặn được rồi. Đừng có cơm bữa nay ăn mà sợ năm sau không có cơm, sợ gì hoài mệt ghê. Không có cơm vô đây vô đây nấu cho ăn trời. Chùa mình ngàn người ăn cơm cũng có gạo nấu nữa, yên tâm đi, phải không? Vô đây có cây thiếu gì. Lo gì, mình quen nhau mà, cuộc đời của người mấy chục năm quý vị. Không lẽ bây giờ quen nhau gì, nhà không có gạo nấu, lẽ những đứa để bị đói, đúng không? Nó cứ đi đến đây ở một tuần, về nhà ở một ngày, vô đây một tuần, cứ tiếp tục vậy hoài đi. Vô đây rồi đại tùng lâm rộng thênh thang kìa, nhà cửa bao la bên á, cứ là kéo nguyên gia đình vô tu tuần về ngày thôi, thắp nhang khói bàn thờ ông bà một chút thôi là có cái lệ chưa buông được á, biết không? Ngày thôi, xong vô đây 6 ngày thì năm có xài nhiêu tiền đâu trời, đúng không? Cần thiết thì vô đây 6 ngày tu, những đức đưa cho núm gạo về nấu, xong bữa sau vô lượng qua đại tùng lâm bên ở rộng thênh thang bên á, kệ có mấy chục năm mà cuối cùng những đức cũng chết ra bả thôi. Đem cái thân này làm được gì làm đi quý vị, thấy không? Làm có lợi ích cuộc đời mình, đem cái việc làm này hồi hướng quy tâm tịnh độ, thấy không? Đến thế gian này mấy chục năm cho nó có ý nghĩa. Nên chương trình người mù rồi là như đức xả tới cùng luôn, chạy gì chứ, làm tới cùng luôn quý vị. Sắp sửa tới người mù nữa đó. Người mù sắp tới. Người mù sắp tới. Thì thấy chưa? Tết nhất mà đâu quý vị, con ngày xưa ngoài đời như đức tính bây giờ Tết là như đức để dự định đi chơi ở đâu đâu đâu, đúng không? Đúng là mấy anh em thấy không? Đi tu nó thay đổi hoàn toàn. Lúc trước mà bây giờ là như đức tính chương trình đi đâu rồi đó. Lên lịch rồi đó. Đi về quê chứ đi đâu lên lịch rồi đó nha. Bây giờ cũng lên lịch nữa. Mà lên lịch tu. Bây giờ năm nay mà giao thừa hai bên nè, mình phải tính làm sao nè. Hai bên chùa, bây giờ những đứa không qua bên kia giao thừa thì không được. Thì coi không được đó. Bây giờ phải tính làm sao để đi qua một buổi mà đi được hai bên nè. Chắc mình phải luyện thêm một số thần công gì. Phân thân làm sao quý vị ơi, ha. Nó nên năm nay chúng ta giao thừa quý vị. Đêm 30 giao thừa chúng ta sẽ tổ chức hai bên. Nhưng quý vị sẽ đi được hai bên đầy đủ luôn. 6 giờ, 7 giờ. Cỡ 6 giờ rưỡi đi. Chúng ta tập trung bên đạo tràng Đại Tùng Lâm. Rồi chúng ta dự giao thừa bên đó. 9 giờ, khoảng 8 giờ rưỡi về đây. 8 giờ rưỡi về đây tiếp tục bên đây sắp xếp sẵn ở nhà bếp giao thừa một bên đây nữa. Bên đây giao thừa xong tối tu luôn. Bên kia là cái chương trình cho các cụ bên kia, các cụ vui thôi. Tối thì những đức bố trí cho quý thầy tặng sách cho người ta thôi, chứ không có chương trình tu bên kia. Tối cho các cụ nghỉ đi, sáng các cụ tu bình thường. Còn bên đây là tối 12 giờ phi chúng ta lễ Phật. Thì chúng ta giữ được bên kia xong chúng ta qua đây để hai đạo tràng các cụ được vui, quý vị hiểu không? Đó. Nên á, chứ bây giờ mình để mà bên kia nó lạc lẽo thì tội nghiệp mấy cụ bên kia quá, quý vị. Nó bên kia mình cũng phải có chương trình gì cho các cụ vui. Những đức vừa mua 2 cái tivi để bên kia bánh. Bắt vô cái nhà ăn 2 cái tivi bự quá trời luôn, 60 inch. Nó để cho các cụ có coi, nó già rồi. Thật sự mà nói cái giảng sanh là cái chuyện của mỗi người. Mình đã nuôi người ta thì mong cho người ta vui, quý vị. Mong cho người ta tốt thì đừng có đặt vấn đề cao đối với người ta. Mình đặt vấn đề mình nè. Mình không biết giảng sanh hay không, tối ngày nhìn người ta không à. Hồi xưa nghe, hồi lúc trước nghe quý vị,
Nhưng đứa cũng bực bội lắm. Nuôi bà già mà cứ bực bội hoài, nói mấy bà giảng sanh gì, giảng sanh bà mà giảng sanh, bà sân si giảng sanh gì. Quý vị thấy không, cái tâm mình nó xấu xa ghê luôn. Trong khi mình cũng không được giảng sanh mà mình đi trách mấy bà già không. Nó, quý vị biết đó. Bây giờ từ từ tu từ từ, quý vị từ từ nó chuyển nghiệp, chuyển cái tâm nó lại, quý vị. Tự nhiên mình thấy cụ mình thương cụ á, quý vị ơi, thương cứ cụ lắm. Tự nhiên mình thấy mấy bà làm sao mình cũng thương hết, quý vị ơi. Thấy là thương thật lòng, tự nhiên nó phát tâm thương thiệt luôn à. Không có buộc bội phiền não với các cụ nữa. Rõ ràng không, tu từ từ nó chuyển đấy chưa. Nó này về mấy cô từ từ, không lẽ nhận đức mà còn chuyển được với các cụ, lẽ mấy cô không chuyển được ông chồng. Dở vậy. Bao nhiêu trăm người ta còn chuyển được, bây giờ mới bị có ông chồng mà mình đã từng chung chăn sẻ gối, mà bây giờ ông chửi mình vài câu, ông đá mình vài đá, làm gì hẳn, đúng không? Có thương thì có khổ chứ, lúc nào cũng thương không sao tu, đúng không? Nó thương thì nó có cái hung, thì có hung thì nó cũng có tác. Tác xong rồi nó hung, nó trao đảo cõi đời, nó trao đảo để quý vị phân biệt được là cái thương và cái ghét nó là sao, hiểu không? Đó, nên nhận thức đi. Tuy nhiên đức nói thì nó đơn giản vậy đó, nhưng mà trong cái điều nói này nó đi, nó đột phá nhiều lắm á, không có giỡn đâu quý vị. Ý nhận đức muốn nói với quý vị nghe là tu từ từ nó chuyển được cái tâm mình, tức khắc nó phát một cái tâm từ bi lạ lắm. Chứ những đức thì không có từ bi gì đâu, những đức là phải từ chứ không từ bi đâu. Ai đụng tới là ngứa ngáy. Mà tu từ từ chứ nó phát tâm từ bi quý vị. À, bây giờ thật sự mà nói mình thấy thương cái cụ thiệt. À, thấy thương cái cụ. Mấy bà già bà lụm cụm. Thấy tội nghiệp ghê. Mà càng nuôi lâu chừng nào thì mấy bà già bà càng yếu lại quý vị. Bây giờ một số bà đâu qua nhà ăn cơm được đâu. Tại vì lớn tuổi mà nó đi theo cái định lực vô thường. Bây giờ cái cụ mình tám mấy tuổi nhiều quá yếu. Bây giờ ăn cơm ngồi tùm lum, bây giờ phải tính làm sao để dọn một cái phòng để mấy cái bàn ăn, để cho mấy bà yếu bà ở cái khu yếu bà vô qua phòng bà ăn cơm. Chứ bây giờ ngay cái chỗ mà cái chỗ ngủ bà cầm tô cơm ăn, cái tội nghiệp quá, đúng không? Quý vị, tại vì càng ngày càng già, mấy cụ mình thì già nhiều, tám mấy nhiều lắm. Nguyên một cái khu mà cái chỗ này đi thẳng xuống á, là nguyên khu yếu á. Quý vị vô thì coi thấy nằm nghênh ngang, thấy chưa? Mà tội nghiệp, cứ nằm niệm Phật là tội nghiệp đó quý vị. Có bà 95 tuổi, 97 tuổi. Trong vòng hộ niệm thì nằm mấy bà ở trong á. Mà năm nay là đi cũng nhiều á. Năm nay được 15 người rồi đó. Chắc chốt sổ quá. À, 15 người rồi, được rồi. Bên kia 5 người rồi. Là tổng cộng hai bên được 20. Được 20 người vậy. Cũng là đúng vào cái năm 2020. Mấy cụ mình niệm Phật giảng sanh cũng ngộ ghê. Năm 2020 thì đi 20, chắc quan năm chắc đi 21 quá. Trời ơi, vậy đâu mà nó ngộ ghê luôn. Đi mà cũng đi theo năm tháng. Đúng năm nay 20 luôn rồi đó. Hai bên là 20 rồi. Đó. Từ nơi đó mà quý vị coi á, những đức nói chốt sổ được nha mấy bà. Bây giờ còn có một tháng mấy nữa ăn Tết rồi, đừng có chết nữa. Để người ta lo việc chùa sơn phết, cắt bông giấy rồi được rồi đó. Bây giờ 20 rồi đủ rồi. Mấy bà nói dạ con nghe lời, năm nay 20 ăn Tết xong rồi tính. Được, ăn Tết xong rồi tính. Nên Tết năm nay mình phải mua bánh trái gì nó mềm mềm ngon ngon quý vị, để cho các cụ bà ăn. Bà ăn xong rồi Tết rồi bà tính. Mày nghĩ đi. Trời ơi. Ăn xong rồi Tết tính. Đúng là tội nghiệp ghê. Bởi vì cứ cho người ta ăn đầy đủ quý vị, thì khi người ta đi cũng mãn nguyện, đúng không? Năm nay cho mấy cô đồ diễn này diễn kia, cho mấy bà cụ bà cười mới vui đấy quý vị. Thôi kệ quý vị ơi. Như ngọn đèn treo trước gió thì giúp cho bà cười được thì giúp cho cười, đúng không? Bà thèm gì cho bà ăn đi, để quan năm rồi tính. Tội nghiệp ghê luôn. Bây giờ các cụ già trong chùa mình những đức rèn hơn 6 năm nay quý vị. Đúng là có tính nguyện. Có tính nguyện. Bây giờ mà nói bà nào chết xương phong, con đùa tài quá trời luôn quý vị ơi. Trời ơi, đúng là gàn tính nguyện. Vì bà biết đâu phải đưa tay là chết. Hiểu rồi, thấy chưa? Nên cái tiêu chuẩn của người niệm Phật giảng sanh là đừng sợ chết. Rèn không sợ chết.
Trời ơi, đúng là niệm Phật nó sống thọ lắm mấy vị ơi. Bệnh củi củi niệm Phật vậy đó. Bệnh bệnh niệm Phật à. Công nhận luôn trời. Lễ lọc mà mấy bà già bảy mấy tám chục tuổi mà làm việc kinh khủng luôn á. Ồ, làm việc cả ngày đêm luôn á quý vị. Còn quý vị đi ra cái kho củi coi bà sắp củi kìa. Những đứa nó người trẻ cũng chưa sắp được như mấy bà già mình. Sắp củi gì đâu mà nó khích 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 vậy đó. Bảy mấy tám chục tuổi, tám mấy tuổi. Lễ lọc là làm ngày đêm. Cắt bông giấy, bỏ phân bò, phải làm việc quá trời luôn. Mà ngày xưa đâu phải mạnh vậy đâu, mà bây giờ mạnh vậy đó. Nên phải gầy dựng tín nguyện. Người nào mà không có tín nguyện là người đó yếu liền, nói chứ. Trong chùa mình người nào mà không có tín nguyện là người yếu liền. Người nào có tín nguyện là khỏe lắm. Đó, nên quý vị ngoài đời muốn khỏe đó, phải tín nguyện nè. Tín nguyện mạnh lên là khỏe liền nè. Vì coi những đức phải hừng hực không? Thấy không? Hả? Trời ơi, nó có tín nguyện nói chuyện bị nghe được rồi đúng không? Nói lúc nó nhẹ, lúc nó hét lên. Chưa? Ôi, nói mà không ai ngủ được là được quý vị. Hồi nãy giờ Đức gặp cái cô đó mắt hiu hiu nghe. Chuyện này như Đức nói một cái tự nhiên mới làm nè. Chưa? Tỉnh liền quý vị. Rõ ràng luôn á. Pháp môn niệm Phật là pháp môn đại thù thắng, nhưng phải gầy dựng tín nguyện. Nên chiều nào chúng ta cũng học tập quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc, để gầy dựng cái tín nguyện. Và phải tin rằng mình niệm Phật nhất định một đời này sẽ vãng sanh về thế giới cực lạc. Nếu như mình niệm Phật mà mình có một cái tâm là nếu như không được vãng sanh thì chúng ta đời sau làm người hoặc sanh cõi vợ, hoặc là nếu không được vãng sanh thì làm người tiếp tục tu nữa. Chỉ cần mình có một cái tâm gì thôi là mình thất bại rồi đó. Chỉ cần là mình nghĩ rằng là nếu không vãng sanh thì cũng có thể được làm người thì là mình thua. Nên Ấn Tổ này nói rằng là bạn chân thật niệm Phật không được vãng sanh làm người có phước báo. Khi làm người có phước báo rồi thì bạn không tu hành nữa, thì đời thứ hai của bạn, thời thứ ba của bạn nhất định đọa lạc. Và khi đọa lạc rồi thì nó trải vô lượng kiếp, chúng ta không biết chừng nào gặp được Phật Pháp. Chứ không có đơn giản như mình nghĩ đâu. Thí dụ như đời này phải tính đời này nè, chứ đừng có mà tính đời này tu không vãng sanh thì đời sau đầu thai làm người tu nữa, đâu có đơn giản. Nên trong kinh Phật nói được thân người là khó, gặp Phật Pháp càng khó. Mà mình nói rằng nếu không được vãng sanh thì đời sau làm người tu nữa, vậy thì nó phá vỡ hết cái tín nguyện niệm Phật của mình. Uổng, thiệt là uổng. Đời này chúng ta sanh đến cõi ta bà thấy nó đã khổ gì. Nếu như đời sau chúng ta làm người thì quý vị nghĩ nó khổ hơn sao nữa. Nghĩa là chúng ta để ý hình như mỗi năm nó càng khổ nha, chứ không phải mỗi năm nó càng vui. Nghĩa là kiếp nhân sinh con người hình như là mỗi năm nó càng khổ thêm một chút, đúng không? Quý vị coi sắp sửa tới Tết này, năm nay nó khổ năm trước. Nó khổ là con người ta hơi khổ năm trước, đúng không? Nhờ mình tu, mình biết tu nó còn nhẹ nhàng cái tâm mình, sống trong cái khổ mà không bị buộc ràng thôi. Chứ quý vị sống ngoài đời thấy rõ ràng là năm nay nó khổ năm trước. Vậy thì qua năm coi chừng nó khổ năm nay nữa, quý vị nghĩ như sao? Như năm nay dịch bệnh đồ quá trời luôn, người ta lo sợ rồi bão tố tùm lum, phải không? Vậy mà cái năm trước nó sướng hơn năm nay. Rồi biết đâu năm nay đã khổ gì mà qua năm nó còn khổ hơn năm nay nữa thì sao?
Nên con người hình như nó càng ngày nó càng khổ thêm, chứ không phải càng ngày càng sung sướng. Nên mình nói rằng là nếu bây giờ mà đời này mình không giảng sanh thì đời sau mình có thân người mình tu nữa. Bây giờ nó vật chất nó đã phát triển gì, lòng người nó đã biến chất đến mức nào à? Không chi là càng về sau thì cái vật chất này nó phát triển đến cỡ nào nữa. Rồi quý vị coi càng ngày càng cái vật chất phát triển thì con người quý vị coi tuổi trẻ bận đồ đạc, quý vị coi như nó không bận, đúng không? Thì bây giờ càng ngày về sau thì quý vị biết chắc nó cầm miếng vải nó che lại xong nó đi ngông ngông ngoài đường cũng dám lắm nghe quý vị. Bây giờ một số nước trên thế giới là nó có những cái phố chợ mà chuyên bận đồ mà mỏng manh nhất để đi một cái phố chợ đó tự nhiên luôn. Rồi nó đi vô những cái siêu thị, nó đi vô những cái nơi mua sắm, nó bận đồ là giống như đồ tắm bình thường luôn vậy đó. Đi bình thường không có gì à. Nghĩa là con người nó biến chất đến mức gì đó vậy. Nên từ nơi đó mà nó càng ngày nó càng tệ như vậy. Thì mình nói rằng là nếu đời này mình không giảng sanh, đời sau có thân người mình tu nữa. Đã, bây giờ nó đã khó tu rồi mà càng về sau thì nó càng khó tu nữa. Con người nó càng ngày càng tệ mà, nó cái sự trở ngại càng lớn thêm, sự tu càng khó. Nên mình cố gắng làm sao mà nó gầy dựng cái tính nguyện mình cho nó kiên cố quý vị. Bây giờ đừng có nhìn ai hết mà nhìn mình đi. Mình nhìn mỗi một người chúng ta gặp Phật Pháp nè, mình nhìn mình đi, mình coi coi mình có cố gắng không. Nó chứ bây giờ mình đừng có mà tu được ba mới cái mình nhìn những người thân mình không tu, giờ tôi muốn độ họ, coi chừng độ không được họ mà họ độ mình á, không độ mình sân si dữ lắm á nha. Nên á mình phải cố gắng quý vị ơi, nó phải cố gắng nha. Chân thật mà niệm Phật, cái tính nguyện phải kiên cố. Nhớ nè, mấy ngày nay những đức thường nhắc cái câu người niệm Phật á, mà thường bỏ cuộc á, là do gì không lập tính nguyện mà cứ lập công phu không à. Cứ là nghĩ tưởng đâu là tu nhiều là ngon, không phải đâu. Tu nhiều mà bỏ cuộc á, tu nhiều mà nó bỏ cuộc. Còn lập tính nguyện thì nó không bỏ cuộc. Lập tính nguyện thì không bỏ cuộc. Thí dụ như mình nhận thức được Phật Pháp thì mình sẽ không bỏ Phật Pháp. Mà nếu như mình lập công phu mà mình không lập tính nguyện và không nhận thức Phật Pháp thì mình bỏ cuộc. Vì mình thấy mình tu nhiều quá, mệt quá. Rồi cũng học theo người xưa, nhịn ăn nhịn uống đồ, thấy vất vả quá. Tu nhiều sao thấy mệt quá. Sao tu cả năm nay mà không thấy công phu gì á, không thấy Phật báo trước hào quang sẹt sẹt gì hết. Rồi cuối cùng thì nó nản quá quý vị, nản quá, nó không chịu đi vào con đường là tín nguyện mà nhận thức Phật Pháp thì nó bỏ Phật Pháp liền đó chứ. Nên nhiều người tu tịnh độ, nhiều người tu hành mà thời gian bỏ cuộc. Mà khi bỏ rồi hư còn ác đạn nữa nghe. Bỏ rồi nó còn hư ác đạn, nó nghĩ rằng bây giờ không tu nữa, lao luôn. Nó cái thành phần này mới đáng sợ nè. Nên từ nơi đó đó quý vị phải nhớ nè, phải nhận thức được Phật Pháp cái lợi ích làm sao đó. Rồi mình lập nguyện, lập lòng tin cho chắc chắn. Thà tu một ngày tu không nhiều, nhưng lập nguyện, lập lòng tin kiên cố, tu lâu dài có kết quả. Tất cả quý vị ngồi đây và khắp nơi nơi khi nghe công đoạn này nhớ nè, muốn tu tịnh độ mà cả đời không thay đổi thì phải lập lòng tin, lập nguyện cho kiên cố thì cả đời tu không thay đổi. Mà tu càng lâu về sau thì sẽ có cái lợi ích lớn. Vì lợi ích lớn là ngay nhận thức được chỗ chúng ta niệm Phật có kết quả, nên mình sẽ nhất định tu không bỏ cuộc. Có nghĩa là lòng tin vào nguyện thiết thì niệm Phật sẽ có cảm giác an lạc liền à. Mà cảm giác nó an lạc từ cái pháp vị này thì tức khắc chúng ta sẽ không bao giờ bỏ Phật Pháp. Không bao giờ bỏ Phật Pháp. Giống như bây giờ quý vị mỗi tuần chủ nhật đi đến đây là nó có kết quả. Nên quý vị coi mới với Di Đà đây chúng ta đi mấy ngày luôn mà bữa nay ngày chủ nhật chúng ta cũng bình thường. Vì thì cái lượng chủ nhật của chùa chúng ta là rất đông mà rất ổn định. Vì thì cái lượng người này mà nếu như mà chúng ta đều là lập nguyện, lập lòng tin kiên cố mà cả đời này chúng ta cùng tu, chắc chắn là đi trước là về chỉnh trước, rồi về chỉnh là đợi người tiếp tục đi theo lên trên đó.
Tại vì mình đều có lòng tin niệm Phật và nguyện kiên cố, và có cái tâm mà nhất định đời này muốn giải thoát, vì thì chắc chắn là chúng ta lần lượt đi về chánh, gặp chánh giang à. Tại vì sao? Vì mình đâu có bỏ cuộc. Từng nào mình cũng bổ túc, và ngày nào mình cũng chia sẻ một câu ai là Phật niệm đến cùng. Niệm đến cùng là niệm đến hơi thở cuối cùng, là niệm cái niệm cuối cùng là niệm A Di Đà Phật. Nên nói là một câu ai là Phật niệm đến cùng là gì đó quý vị phải nhớ. Từ nơi đó mà cái chỗ mà nhắc nhở này nó quan trọng. Phàm phu của chúng ta là phải cần được bổ túc cái tâm tín nguyện cho nó chắc chắn mới được, đúng không? Chứ đừng có hờ hợt với cái tín nguyện. Chư tổ sư nói một câu gì nè: dù bạn niệm Phật nhất tâm, tâm thanh tịnh hoàn toàn, nhưng nếu bạn không có tín nguyện, vẫn không vãng sanh. Nên nhiều người đi lập cái công phu không à, đi lập cái công phu không à. Nếu như quý vị là người có tín nguyện kiên cố thì phiền não tức khắc sẽ giảm dần. Khi tín nguyện nó mạnh rồi thì tức khắc phiền não sẽ giảm. Tín là tin Phật, tin Phật là tin nhân quả liền. Nguyện là nguyện cầu vãng sanh, cầu vãng sanh thì là cầu giải thoát. Hai điểm này quý vị mà lập chắc thì quý vị không còn phiền não nữa. Tại vì tin Phật thì tin nhân quả, mà nguyện vãng sanh thì xả ly ta bà. Mà xả ly ta bà rồi làm gì bị cái cõi ta bà này làm mình phiền não. Mình phiền não là do gì? Mình bị cõi ta bà buộc ràng mới phiền não. Nên nhiều người chúng ta dụng công cực mà không có kết quả là ngay chỗ là muốn tu nhiều, tu cho thiệt nhiều, dụng công cho cực mà quên đi lập nguyện và lòng tin và nguyện tha thiết hãng sanh là quan trọng nhất cái chỗ này nè. Cái chỗ này là chỗ quan trọng của cái người niệm Phật nè. Thì nhớ nha, dù quý vị niệm Phật mà tâm còn vọng niệm, còn loạn tưởng, nhưng tín nguyện kiên cố, người này niệm Phật vẫn vãng sanh. Còn người niệm Phật tâm thanh tịnh và nhất tâm bất loạn, người này không có nguyện và lòng tin kiên cố, thì người này niệm Phật như vậy cũng không vãng sanh luôn. Nên tổ thứ 9 của Tịnh Độ Tông là Ngài Ngẫu Ích, Ngài dạy người niệm Phật được vãng sanh hay không là do có tín nguyện hay không. Phẩm vị cao hay thấp là tính vào công phu sâu hay cạn. Cái đầu tiên được vãng sanh là tín nguyện kiên cố. Thì bây giờ pháp xuất thế gian cũng như vậy, mà pháp thế gian cũng như vậy luôn. Nếu như quý vị mà đi học nghề, mà quý vị có lòng tin để học cái nghề này được, và có cái nguyện làm nhất định mình sẽ học được cái nghề này, thì tức khắc quý vị chịu khó chịu khổ và học được cái nghề. Còn nếu như mà quý vị không có lòng tin khi học cái nghề này được, và không có cái nguyện để học cái nghề này, vậy sao quý vị học ra nghề? Giống như một con người mà không có tín nguyện thì giống như nhắm mắt đi càng, đi càng vậy đó, không có phương hướng. Người có tín nguyện là người có phương hướng. Khi đã có phương hướng rồi thì cái việc mình hướng đến mục tiêu đó nhất định sẽ lâu dài, sẽ chuẩn xác. Nhớ, giống như Đức kể câu chuyện mà cái ông bắn cung á, và cái người gót dầu á. Cái ông này bắn cung rất là giỏi, ai cũng khen ông bắn cung giỏi. Một ngày kia ông bắn cung thì có một người bán dầu ngồi đó, thì ông bắn cung xong thì ông mới hỏi cái người gót dầu này: tôi bắn cung vậy có giỏi không? Thì cái người gót dầu này nói một câu này nè: không. Thì cái vị tướng quân này nói: ta bắn cung lúc trước tới bây giờ là ai cũng khen, mà chỉ có một mình ngươi là không khen. Bộ ngươi bắn cung giỏi lắm sao? Thì cái người mà gót dầu nói: tôi không biết bắn cung, nhưng tôi biết gót dầu. Đi ngược vấn đề, thì vị tướng quân này nghĩ cũng lạ, sao kỳ á? Tại sao mà tôi bắn cung như vậy ông không khen, mà ông không biết bắn cung mà vì sao ông không khen? Thì cái ông gót dầu này ông nói là: tướng quân là do mỗi ngày tập mà thành quen, cũng như tôi gót dầu mỗi ngày quen. Tướng quân thì bắn cung quen, bách phát bách trúng, tôi thì gót dầu quen, nên tôi có thể gót dầu rất là đặc biệt. Tướng quân thì không gót dầu được, tôi thì không bắn cung được. Ai tập môn nào thì quen môn nấy à tướng quân ơi. Xong cái vị gót dầu này, ông múc một cái hũ dầu nhỏ, ông lấy cái hàm răng ông cắn vào, ông đứng lên, ông để cái chai dầu mà cái miệng dầu, cái miệng của chai chút xíu á, thì ông đứng cao, ông chế xuống. Ông chế xuống mà nước dầu nó chảy vào cái chai đó, không nhiễu ở ngoài một giọt nào luôn. Thì cái ông bán dầu ông nói với tướng quân: tướng quân coi rõ ràng không? Bây giờ tướng quân gót thử có được không? Không, do tôi mỗi ngày gót dầu nên quen,
tướng quân mỗi ngày bắn cung quen. Vậy thì chúng ta nếu mà một câu Phật hiệu này mà niệm lâu dài, vậy thì chúng ta cũng thành quen, đúng không? Thí dụ như bây giờ ngoài đời chúng ta mà thấy cái người nào chữ thề, những đứa có một người anh rể, ông chữ thề lúc còn trong bụng mẹ. Sao nói ngộ trời, chữ thề từ cấp trong bụng mẹ sao thầy biết? Tại vì cái sớm đó phần nhiều ai cũng chữ thề, thì chắc chắn lúc mẹ của anh mang thai anh thì lúc đó bà cũng chữ thề, hoặc bà cũng nghe chồng chữ thề, nên nói là chữ thề từ khi trong bụng mẹ. Nên khi ông sanh ra, ông lớn lên, chúng ta nói chuyện thì mỗi câu có thể xưng những đức hoặc là tên gì đó. Còn ông là cái mở đề của ông nói chuyện là câu đầu tiên là chữ thề. Có nghĩa là mỗi câu ông đều chữ thề, là mỗi câu luôn. Tới bây giờ thì anh chắc khoảng 60 tuổi, chữ thề càng tiến bộ. Chữ thề đạt đến cái mức mà nhất tâm bất loạn luôn. Có nghĩa là câu nào cũng mở miệng ra, đầu tiên của nó là chữ thề trước một câu rồi mới nói chuyện. Rồi trong lúc nói chuyện đó là chữ thề liên tục, rồi cứ là bắt câu nói chuyện đều là chữ thề liên tục, liên tục, liên tục. Nên bà chị Nhận Đức cứ hỏi, mỗi lần chị lên đây Nhận Đức nói: ủa sao ông dẫn cái người anh nó lên? Bà nói: ổng lên đây ông chữ thề sùm hết trơn, coi sao mà được mà dẫn đi lên đây. Ông quen rồi, bây giờ ông chữ thề suốt luôn vậy đó, chửi hoài luôn á. Con người không có hung ác gì, nhưng mà có cái là cái miệng chữ thề quen. Nên Nhữ Đức nói chữ thề từ trong bụng mẹ, rồi suốt mấy chục năm nay ông thành nhất tâm bất loạn chữ thề. Nếu như quý vị mà có thể niệm Phật á, vài chục năm thì quý vị cũng nhất tâm bất loạn niệm Phật, đúng không? Nếu như chúng ta hiểu được nguyên lý này thì quý vị sẽ chọn câu niệm Phật để làm nhất tâm, chứ không chọn cái câu chữ thề nhất tâm, đúng không? Nó giống như cái ông kia gót dầu nhất tâm, ông kia bắn cung nhất tâm. Mỗi một cái thế gian này mà con người làm việc như sửa xe nhất tâm, rồi cắt lúa nhất tâm, nhổ cỏ nhất tâm, bất cứ một cái nghề nghiệp nào quý vị mà siêng năng thì nó thành lão luyện là nhất tâm. Nhưng mà tất cả những cái nhất tâm đó nó vẫn có cái tác dụng phụ của khổ đau. Chỉ có một cái nhất tâm, tín nguyện nhất tâm mà được giải thoát, đó là tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc, nhất hướng chuyên niệm một câu Phật hiệu này để cầu sanh cực lạc là chắc chắn giải thoát. Hiểu được rồi nhất định sẽ tạo cái nhất tâm niệm Phật à. Nên chúng ta đi được hơn 11 năm nay, cố gắng tiếp tục. Những đức đi xuống dưới đây giờ hơn 6 năm, chúng ta cứ thường phiên nhau niệm Phật hoài vậy đó. Tuần nào cũng đi đến đây phiên nhau niệm Phật hoài vậy đó. Còn lúc nào quý vị không đi nữa thôi, còn đi đến đây là nghe những đức phiên niệm Phật à. Cứ phiên hoài vậy đó. Nếu mà quý vị sống từ bây giờ cho đến cái ngày mà các cụ già ở đây mà chết á, thì từ bây giờ cho tới khi các cụ chết là cứ tuần nào cũng đi đến đây và về nhà là cứ niệm Phật, thì chắc chắn là cuộc đời các cụ có kết quả lớn lắm. Tại vì phương hướng các cụ nó hướng đến một tiêu chuẩn lắm, nhớ nghe. Nên hôm nay chúng ta học đến đây quý vị. A Di Đà Phật. Chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Ở chùa chúng ta mỗi tuần chủ nhật từ chư tăng ni đó, Phật tử về đây rất là đông, thêm một cái lớp nhỏ này cũng đông quý vị. Gieo cái duyên từ khi còn nhỏ này lớn lên đặc biệt lắm, đi chùa quen luôn. Nên là nhiều cha mẹ nói các cháu từ khi đi đến chùa tới giờ khôn lanh mà học giỏi, ngoan, không ghiền game nữa, biết niệm Phật nữa chứ. Mà thấy cháu nào cũng dễ thương nha, thiện căn đặc biệt. Nên cái công đức niệm Phật của nguyên một cái đại chúng đông gì, mà
mà mỗi tuần chúng ta được phóng sanh cũng thiết thực nữa, thì phần người sống được nhờ, phần người mất cũng được lợi quý vị. Nên những người mang nghiệp phá thai rồi quý vị về đây thì chư hương linh ta cũng được nghe Phật pháp, được hưởng tài thọ thực. Có khi cái tâm người ta buông xuống cái tâm hận thù, nên người ta phát tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc. Đây là cái chỗ tốt đặc biệt nha. Nên là chúng ta nguyện đem công đức của toàn thể đại chúng, nguyện cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ và toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị luôn luôn có sức khỏe và đều phát Bồ Đề tâm kiên cố niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Và những người ghi cầu an, cầu siêu ở đây chúng ta cũng hồi hướng chung hết. Và chúng ta nguyện đem công đức này, nguyện cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, ông bà, cha mẹ, anh chị em trong nhiều đời nhiều kiếp, hay hương linh thai nhi bị nghiệp phá thai, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ, hà sa, hữu vị, vô danh, hữu danh, vô vị, đều được thừa hưởng những công đức này, đều phát Bồ Đề tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chung ngã kim tí như cung, từ thực biến tâm phương nhất thiết từ cộng, nguyện dị tự công đức vô cập như nhất thiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngô tình chung ngã kim tí như cung, tâm phương nhất thiết ngộ thình cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo. Như đặng hồn chung ngã kim thi nhự cung, biến thập phương nhất thiết cô hồn cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo. An một lục lăng ta bà ha, an một lục lăng ta bà ha, ta bà ha, an ngã ngã nắng tam bà và vị nhật gia hồng, an ngã ngã nắng tam bà và vị nhật gia hồng, tam bà và vị nhật gia hồng. Gia trì chú thực diệu giả đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ô vị vô danh hữu danh, ô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay sinh phát nguyện vãng sanh, từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương cực lạc Đại Bi A Di Đà Phật, 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 A
A Di Đà. À, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đệ Từ Đại Bi A Di Đà Phật Liên Tòa Tất Đại Chứng Minh. Hôm nay đệ tử chúng con xuất gia cùng tại gia văn tập tại tổ đình hộ pháp pháp Bồ Đề Tâm, mua các loài chúng sanh này về phóng sanh, nguyện cho các vị giải thoát thân súc sanh, quy y Tam Bảo, nhất tâm niệm Phật, cầu vãng sanh về thế giới cực lạc, được Phật A Di Đà sớm mau thành Phật. Ở các loài chúng sanh ơi, các vị đã tạo các vọng nghiệp từ đời vô thủy kiếp đến nay do thân miễn ý phát sanh ra, che mờ chân tâm bản tính nên phải sanh tử luân hồi, ra vào sông mê biển nghiệp. Đến hôm nay các vị có nhân duyên lành gặp Phật pháp, được cho vị đồng tu mua các vị về để sám hối quy y và cùng với các vị niệm Phật A Di Đà để cầu vãng sanh về thế giới cực lạc. Hôm nay quý vị quy với Đức Phật A Di Đà đồng một pháp danh là Diệu Âm, khi vãng sanh về thế giới cực lạc đồng một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai. Chúng ta bỏ tịnh tài của mua các loài chúng sanh này đó là tài thí, khi sanh ra nơi nào chúng ta cũng có củ cải đầy đủ, và chúng ta quy y niệm Phật những chúng sanh này nghe đó là pháp thí, chúng ta sanh ra nơi nào cũng được trí tuệ và thông minh, chúng ta thả những chúng sanh này bay đi đó là tu hạnh vô ý thí, chúng ta sanh ra nơi nào cũng được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật vỗ tay thả chim nha. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, xin mời quý vị xuống giai đường để dùng cơm. Chúc quý vị ăn cơm ngon miệng nha. A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật.